Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 301, tôi tạm thời đình chỉ công tác cô. Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Hưng Hiền vẫn có cảm giác như đang mơ. Lúc này, một vài người bạn của ông ta bắt đầu cười đùa, Phó Hội trưởng Mạnh, ai đang gọi ông vậy? Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy ông khiêm tốn như vậy đấy nhé. Mạnh Hưng Hiền vội vàng chạy tới, nói, điện thoại từ tập đoàn Đỗ Thị. Đám bạn của ông ta nghe thấy vậy, vẻ mặt của họ ngay lập tức trở nên căng thẳng, hỏi, tập đoàn Đỗ Thị. Tại sao họ lại gọi cho ông? Ông cũng có phải là phó hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp ở tỉnh đâu? Mạnh Hưng Hiền nhấp một ngụm trà rồi đáp lại, tôi cũng không hiểu, nhưng tập đoàn Đỗ Thị muốn tôi chèn ép công ty nhà họ Khương. Mấy ông nghĩ thế nào? Sau khi nghe Mạnh Hưng Hiền nói, đám bạn ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bật cười, phó hội trưởng Mạnh, ông sắp được thăng chức rồi. Một công ty nhà họ Khương nhỏ nhoi thôi mà, người ta bảo ông chèn ép thì cứ làm thôi. Quan trọng là ông có thể bước lên con thuyền lớn là tập đoàn Đỗ Thị. Người ta cũng đã đồng ý đầu tư vào Tu Hà, thành lập công ty mới. Một giao dịch không hề tồi. Đúng đấy, ông Vương đâu có nói sai. Ông Mạnh, tập đoàn Đỗ Thị muốn ông làm gì? Mấy ông bạn chúng tôi cũng muốn góp sức, hy vọng Phó Hội trưởng Mạnh nói giúp vài câu trước mặt Chủ tịch Đỗ. Mạnh Hưng Hiền nhìn đám bạn, vẻ nghi ngờ trên mặt lập tức bị thay thế bằng nụ cười. Ông ta nói, được thôi. Mấy ông nói vậy là tôi yên tâm rồi. Rất đơn giản, công ty nhà họ Khương vừa mới mua một nhà máy, vẫn cần phải nhập một số thiết bị. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chặn không cho nhà họ Khương mua được. Tôi vừa mới xem qua, chỉ có 7 công ty ở Tu Hà bán những thiết bị mà công ty nhà họ Khương cần. Việc chúng ta phải làm bây giờ là cấm 7 công ty này bán thiết bị cho công ty nhà họ Khương. Nghe thấy lời này, đám bạn của ông ta lập tức bật cười ha hả, nói, đơn giản quá ấy chứ nhỉ. Chúng ta đều quen biết 7 công ty này mà. Ngay sau đó, 7 công ty đã nhận được thông báo từ Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà cấm bán thiết bị cho công ty nhà họ Khương. Thời hạn là 3 tháng. Mạnh Hưng Hiền cũng đã bỏ ra nhiều công sức, công ty nhà họ Khương muốn nhanh chóng sử dụng thiết bị mới để sản xuất vật liệu, chỉ cần chậm trễ vài tháng, một số dự án hợp tác lớn của công ty nhà họ Khương sẽ bị hoãn lại. Tới lúc đó, số vốn bị lỗ hoàn toàn đủ để khiến cho công ty nhà họ Khương đối mặt với tình trạng phá sản. Sau khi nhận được tin tức Tiêu Chính Văn đã mượn nhà máy, Khương Vi Nhan đã đến doanh nghiệp Phú Lập Đường, một trong 7 công ty bán thiết bị, để bàn bạc hợp tác. Trong văn phòng Tổng Giám đốc, Khương Vi Nhan và Tổng Giám đốc Đường Lập Dương của doanh nghiệp Phú Lập Đường đang chuẩn bị ký hợp đồng mua thiết bị. Khương Vi Nhan đang chuẩn bị mua 10 chiếc với giá 200.000 tệ một chiếc. Lúc này, Đường Lập Dương đột nhiên nhận được cuộc gọi, ông ta lập tức đi ra ngoài nghe vài phút, khi trở lại văn phòng, vẻ mặt có chút áy náy, nói tôi xin lỗi, Giám đốc Khương, chúng ta không thể ký hợp đồng mua bán này rồi tại sao vậy? Khương Vi Nhan sững sờ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Giám đốc Khương, tôi thực sự xin lỗi, có người trả giá gấp đôi mua lô thiết bị này, 400.000 một chiếc. Đường Lập Dương tiếp tục xin lỗi, nói, Giám đốc Khương, cô cũng biết mà, chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ, cho nên không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền được. Nhưng, Tổng Giám đốc Đường, chúng ta đã đàm phán xong và chuẩn bị ký hợp đồng rồi mà, Khương Vi Nhan sốt sắng. Hôm nay cô bắt buộc phải mua được lô thiết bị này, vì ngày mai nhà máy bắt đầu tiến hành sản xuất rồi. Bằng không, không kịp cung ứng vật liệu, thời gian xây dựng cũng sẽ bị đình trệ. Khi đó, công ty nhà họ Khương sẽ thua lỗ rất nhiều tiền. Sắc mặt Đường Lập Dương trầm xuống, nói, Giám đốc Khương, tôi xin lỗi, chẳng phải chúng ta vẫn chưa ký hợp đồng đấy sao? Thật ngại quá, mời cô ra ngoài cho. Sau đó, Đường Lập Dương quay người, ngồi ở trên ghế tổng giám đốc, không để ý tới Khương Vi Nhan nữa. Khương Vi Nhan nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cảm thấy hết sức bất lực, cô chào tổng giám đốc Đường rồi cất bước, rời khỏi văn phòng. Bên ngoài công ty, trợ lý của Khương Vi Nhan chạy tới, mỉm cười, hỏi, Giám đốc Khương, cô đàm phán thuận lợi không? Sắc mặt Khương Vi Nhan không tốt, cô lắc đầu nói, trượt hợp đồng rồi, chúng ta tới công ty tiếp theo. Trong văn phòng, sau khi Khương Vi Nhan rời đi, Đường Lập Dương lập tức bấm số, trên mặt lộ ra vẻ khiêm tốn, nói, Phó Hội trưởng Mạnh, Khương Vi Nhan đã rời đi, y như lời ông nói, cô ta biết khó mà lui rồi. Rất tốt, Mạnh Hưng Hiền trả lời.
Đường Lập Dương vội vàng nói, Phó hội trưởng Mạnh, tôi lỗ mất tận 2 triệu tệ đấy. Mạnh Hưng Hiền mỉm cười rồi nói, Tổng Giám đốc Đường, ông yên tâm, sẽ có người mua lô thiết bị của ông với giá 400.000 một chiếc. Vâng, 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 cảm ơn ông nhé Phó hội trưởng Mạnh. Đường Lập Dương mỉm cười, không ngừng gật đầu rồi cúp điện thoại. Mạnh Hưng Hiền lúc này đang ngồi trong phòng bao của một nhà hàng, xung quanh toàn là những người thân cận với ông ta. Ông ta nâng ly, cười lớn, đúng là một khởi đầu tốt. Khương Vi Nhan đã rời khỏi doanh nghiệp Phú Lập Đường, chắc bây giờ cô ta sẽ tới công ty Hằng Lợi Tường của Tổng Giám đốc Thiệu đó. Một người đàn ông trung niên dáng người hơi mập bật cười, nói, Phó hội trưởng Mạnh, ông cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp xong xuôi, Khương Vi Nhan đến cửa của công ty tôi cũng không được bước chân vào. Ha ha, đúng vậy, Phó hội trưởng Mạnh, ông chủ của 6 công ty còn lại đều đang ngồi ở đây mà. Khương Vi Nhan ký hợp đồng được với ai chứ? Chương 302, liên tục bị từ chối. Uống nào, cạn ly, đám người vui vẻ bàn tán, cười đùa. Còn Khương Vi Nhan đã đến trước cửa công ty Hằng Lợi Tường. Ai đây, làm gì thế? Tên bảo vệ hỏi với vẻ mặt hung dữ. Khương Vi Nhan bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng, nói, xin chào, tôi đến đây để gặp Tổng Giám đốc Thiệu, bàn chuyện mua thiết bị. Tìm Tổng Giám đốc Thiệu, cô là ai, có hẹn trước không? Tên bảo vệ cửa lạnh lùng hỏi. Khương Vi Nhan vội vàng nói, tôi tên là Khương Vi Nhan, tôi đến từ công ty nhà họ Khương. Cô chính là Khương Vi Nhan đến từ công ty nhà họ Khương. Đi, đi, đi mau. Tổng Giám đốc Thiệu không có ở đây, ông ấy ra ngoài bàn chuyện làm ăn rồi. Hôm khác cô đến sau đi. Tên bảo vệ khi nghe thấy cô là Khương Vi Nhan, lập tức xua tay để đuổi. Khương Vi Nhan bị đẩy một cái, cô lảo đảo, ngã xuống đất, vùng mông sưng đau, lòng bàn tay cũng xước một lớp da, bật cả máu. Giám đốc Khương, cô không sao chứ? Cô trợ lý vội vàng đỡ Khương Vi Nhan từ dưới đất lên, sau đó chỉ vào tên bảo vệ với vẻ mặt tức giận, quát, sao anh lại đẩy người khác thế? Tên bảo vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn, lập tức xua tay, đẩy người. Không mau rời đi, tôi còn đánh ấy chứ? Nhanh lên, cô trợ lý tức giận, tuy rằng muốn xông lên cãi với gã một trận, nhưng Khương Vi Nhan đã nhanh chóng ngăn lại. Tiểu Vũ, tôi không sao, đi thôi, đến công ty tiếp theo. Khương Vi Nhan nói. Sau đó, Khương Vi Nhan tiếp tục đi hết tất cả 5 công ty còn lại, nhưng các ông chủ đều không có ở đó và cũng không chịu gặp khách. Thậm chí, cô còn bị một số người nhục mạ và giễu cợt cô. Lúc này, trợ lý hết sức lo lắng, dậm chân, Giám đốc Khương, phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ mấy công ty này đã liên kết với nhau, cố tình không gặp chúng ta. Khương Vi Nhan đương nhiên cũng nhận ra điều đó, vẻ mặt rất lo lắng. Nếu hôm nay không mua được thiết bị thì ngày mai không thể sản xuất được nguyên vật liệu, khiến thời gian xây dựng sẽ bị đình trệ. Tới lúc đó, tại cuộc họp công ty, mấy người họ chắc chắn sẽ lại phê bình mình. Chúng ta về trước đã, nghĩ các biện pháp đối phó rồi tính tiếp, Khương Vi Nhan nói. Ngay sau đó, cả hai trở lại công ty và nói với Khương Văn Kỳ về việc này. Khi Khương Văn Kỳ biết chuyện liền nổi giận lôi đình, ông ta đã chỉ thẳng vào mũi Khương Vi Nhan và quát trong cuộc họp công ty, đồ vô dụng. Đồ rác rưởi, công ty nuôi không cô à? Cô có biết hôm nay không mua được thiết bị, ngày mai sẽ không thể sản xuất vật liệu đúng hạn không? Thời gian xây dựng cũng sẽ bị trì hoãn. Lúc đó, ai chịu trách nhiệm lợi nhuận bị mất? Khương Vi Nhan cô hay là công ty? Bác ơi, cháu xin lỗi. Trong 7 công ty này thì có 6 ông chủ đều đi vắng, không gặp khách. Chỉ có Tổng Giám đốc Đường của công ty Phú Lập Đường là có cùng cháu bàn bạc hợp đồng mua thiết bị, nhưng về sau họ lại bán cho người khác với giá 400.000 một chiếc, Khương Vi Nhan giải thích. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ hết sức tức giận, gầm lên, cút. Lý do lý chấu, tôi tạm thời đình chỉ công tác cô. Khương Vi Nhan mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ đành rời khỏi công ty trong ánh mắt khinh bỉ và chế giễu của mọi người. Tình cờ, Tiêu Chính Văn đến công ty để xem xét tình hình, anh bỗng nhìn thấy Khương Vi Nhan đang cầm một chiếc hộp các tông, vẻ mặt cô buồn rầu, đôi mắt đỏ hoe bước ra khỏi công ty. Vi Nhan, em sao vậy? Tiêu Chính Văn nhanh chóng bước tới hỏi. Khoảnh khắc Khương Vi Nhan nhìn thấy Tiêu Chính Văn, cô không thể kìm được nữa mà khóc nức nở, nói Tiêu Chính Văn, em thật vô dụng. Em bị bác đình chỉ công tác rồi, không phải đã mượn được nhà máy rồi sao?
sao ông ta lại đình chỉ công tác em? Tiêu Chính Văn nổi cơn điên, sắc mặt lạnh lùng như băng. Vấn đề không nằm ở nhà máy, mà là em không mua được thiết bị. 7 công ty đều không bán thiết bị cho bọn em. Không có thiết bị, nhà máy không thể sản xuất vật liệu, mà thời gian xây dựng cũng sẽ bị trì hoãn, Khương Vi Nhan vừa khóc vừa giải thích. Cô muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, làm chuyện gì cũng gặp phải khó khăn, cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Chính Văn, người thân thiết nhất với cô ngoài Nana, nỗi bất bình trong lòng cô như bùng phát. Tiêu Chính Văn ngỡ ra, anh bước lên phía trước, ôm Khương Vi vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói anh sẽ giải quyết vấn đề thiết bị. Đừng khóc, trông em khóc như mèo hen ấy, xấu quá đi mất. Chương 303, sếp lớn đến rồi. Khương Vi Nhan khóc hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, anh sẽ giải quyết vấn đề thiết bị sao? Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, ừ, anh sẽ tìm ra giải pháp. Nhưng Tiêu Chính Văn, em biết anh có một số bạn bè, nhưng anh cứ nhờ họ giúp mãi, liệu người ta có sẵn lòng không? Khương Vi Nhan lo lắng nói. Tiêu Chính Văn sờ mái tóc của Khương Vi Nhan, mỉm cười, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Họ đều là bạn thân trước đây của anh, chỉ cần anh nói, bọn họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Tuy nhiên, chỉ có 7 công ty này có thiết bị ở Tu Hà. Bây giờ, không ai trong số họ chịu bán cho chúng ta cả. Anh đi đâu tìm thiết bị được chứ? Khương Vi Nhan nghi ngờ. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, nói, nếu ở Tu Hà không có thì đi nơi khác mua, ví dụ như ở tỉnh. Được rồi, để anh đi hỏi xem thế nào, em chờ anh chút nhé. Sau đó, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Khương Vi Nhan gọi anh vài lần, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ vẫy tay, ngồi lên chiếc xe điện, rời khỏi công ty nhà họ Khương. Khương Vi Nhan nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn đang dần xa, ánh mắt rất phức tạp. Cô luôn cảm thấy Tiêu Chính Văn giấu cô quá nhiều bí mật. Sau khi rời công ty nhà họ Khương, Tiêu Chính Văn đi thẳng đến tập đoàn Na Nhan. Tập đoàn Na Nhan, trước đây được gọi là doanh nghiệp Tiêu Thị, là doanh nghiệp gia đình của Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, sau âm mưu 5 năm trước, hàng chục người trong gia tộc nhà họ Tiêu đã không còn nữa. Chỉ còn lại một mình anh. Hiện tại, Tiêu Chính Văn đã sử dụng thân phận của anh Bạch để mua lại doanh nghiệp nhà họ Tiêu, cho dù là tận hiếu, anh cũng phải dành lại công sức cả đời của bố mình. Ngay sau khi Long Nhất nhận được thông báo từ Tiêu Chính Văn rằng anh sẽ đến tập đoàn Na Nhan, anh ta lập tức đến tập đoàn và thông báo cho tất cả các lãnh đạo cấp cao. Tập đoàn Na Nhan ngày nay chính là doanh nghiệp của nhà họ Tiêu năm xưa, nhiều người trong số các lãnh đạo cấp cao vẫn là cấp dưới cũ của nhà họ Tiêu. Đương nhiên, công ty cũng đã thay đổi đa số nhân lực. Cái gì, ông chủ lớn thu mua tập đoàn của chúng ta sắp tới đây á? Là anh Bạch đấy sao? Nhanh, nhanh lên, ra cửa xem thế nào. Nghe nói anh Bạch siêu đẹp trai và có siêu nhiều tiền. Lúc này đám nhân viên của công ty không ngừng xôn xao bàn tán. Nhiều nhân viên nam nữ của công ty đều tập trung xung quanh quầy lễ tân, lén lút chuẩn bị xem anh Bạch thu mua tập đoàn này là ai. Dù sao, mấy ngày nay trong công ty có quá nhiều tin đồn về ông chủ lớn này. Mọi người đều tò mò phát điên. Không chỉ nhân viên bình thường, mà ngay cả một số lãnh đạo cấp cao của công ty, cũng hết sức tò mò về anh Bạch chưa từng xuất hiện kể từ khi mua lại công ty. Bây giờ, sau khi nhận được thông báo, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều chỉnh đốn ngay ngắn, kính cẩn đứng ở cửa, chờ đợi ông chủ lớn xuất hiện. Long Nhất đứng ở hàng đầu. Lúc tập đoàn Tiêu Thị được mua lại, những người này mới gặp Long Nhất lần đầu tiên, bọn họ đều biết anh ta chính là người bên cạnh ông chủ lớn. Có thể nói, mọi công việc của công ty đều được Long Nhất trực tiếp báo cáo. So với ông chủ lớn chưa từng lộ diện, trong lòng mọi người mấy ngày nay vẫn coi Long Nhất là ông chủ lớn nhất. Tới rồi, tới rồi. Không biết là ai nhỏ giọng nói, một chiếc Maybach dừng ở trước mặt đám người. Long Nhất cung kính bước tới, tự mình mở cửa xe, nói, ông chủ. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã thay một bộ vest màu đen, đi giày da, vóc người cao lớn, khí chất mạnh mẽ, anh bước xuống xe, đeo mặt nạ màu trắng, xuất hiện trước mặt mọi người. Chào sếp ạ. Tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty đều cúi đầu và chào lớn. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt gật đầu, đi thẳng vào trong tập đoàn. Dọc đường đi, các nữ nhân viên ở xung quanh si mê, đắm đuối nhìn theo Tiêu Chính Văn. A, 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 trời ơi,
anh ấy đẹp trai thực sự. Ôi, đây là sếp lớn của công ty chúng ta sao? Lại còn đeo mặt nạ, thần bí quá đi. Trời, anh ấy chính là chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong mộng của tôi. Một đám nữ nhân viên vui mừng quá khích. Ngay sau đó, tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty đều đứng trong phòng họp. Tiêu Chính Văn ngồi vào ghế chủ tịch, còn Long Nhất lẳng lặng đứng bên cạnh anh. Đừng câu nệ như vậy, mọi người ngồi đi. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt xua tay, ánh mắt quét qua toàn phòng họp. Thực lòng mà nói, từ lúc mới vào công ty, trong lòng Tiêu Chính Văn đã vô cùng kích động. Doanh nghiệp nhà họ Tiêu mà bố anh dành cả cuộc đời cống hiến, cuối cùng cũng trở về tay anh. Hơn nữa, bây giờ nhìn qua, Tiêu Chính Văn vẫn có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ đều là thuộc hạ thân tín của bố anh năm xưa. Tách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu Chính Văn búng tay, Long Nhất ở bên cạnh tiến lên một bước, dõng dạc tuyên bố, hôm nay chúng tôi triệu tập tất cả mọi người đến đây, chỉ có một mục đích, chúng ta sẽ mua một lô thiết bị ở tỉnh dưới danh nghĩa của tập đoàn Na Nhan. Danh sách thiết bị đã được gửi đến hộp thư của các ông, mời các ông xem qua. Chúng ta cần lô thiết bị này gấp nên cần phải hoàn thành việc mua bán ngay trong ngày hôm nay. Tóm lại, một câu thôi, giá cả không thành vấn đề. Các lãnh đạo cấp cao của các công ty nhanh chóng mở hộp thư của họ, sau khi nhìn lướt qua, nhiều người đã đặt ra nghi vấn. Sếp, công ty chúng ta đâu cần lô thiết bị này chứ? Đúng thế, sếp lớn, chúng ta sắp thành lập công ty mới sao? Trước sự nghi ngờ của mọi người, ngón tay Tiêu Chính Văn gõ nhẹ lên mặt bàn, nói các ông cứ làm theo chỉ thị đi, lên kế hoạch càng sớm càng tốt, không cần phải quan tâm đến những chuyện khác. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, rời khỏi phòng họp, rồi đi đến văn phòng chủ tịch của mình. Tiêu Chính Văn đã yêu cầu Long Nhất thiết kế văn phòng này giống như văn phòng của bố anh trước đây. Ngay cả một số bức tranh và bức thư pháp cổ, cũng như đồ đạc khác cũng được Tiêu Chính Văn đặc biệt cho người đi mua. Giờ phút này, đứng trong văn phòng, Tiêu Chính Văn không khỏi tức cảnh sinh tình, hai mắt đỏ ửng lên. Bố, con trai bố làm được rồi. Bố đừng lo, mối thù của nhà họ Tiêu Chính Văn con nhất định sẽ khiến tứ đại gia tộc phải trả giá đắt. Trước mắt, con đã tra ra được nhà họ Nguyên của tứ đại gia tộc, chờ một thời gian nữa, Tiêu Chính Văn con sẽ bắt nhà họ Nguyên là kẻ đầu tiên phải trả nợ máu. Lúc này, Long Nhất mới bước vào, kính cẩn nói, thưa chủ soái. Bọn họ đã chuẩn bị xong phương án. Chúng ta có thể mua thiết bị từ ba công ty lớn ở tỉnh. Ừ, bảo bọn họ đi làm đi, Tiêu Chính Văn gật đầu. Long Nhất do dự một hồi mới nói, nhưng ban nãy chúng ta có gọi điện thoại hỏi, đối phương nghe nói chúng ta muốn mua thiết bị, liền trực tiếp từ chối. Cho dù có đưa ra giá gấp đôi, đối phương cũng từ chối. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cau mày, quay người lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Hỏi, đối phương không đồng ý bán. Anh tìm hiểu được lý do chưa? Tôi tra ra được rồi, là chủ ý của tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Bá Đào đã lợi dụng tầm ảnh hưởng của Hiệp hội Doanh nghiệp ở tỉnh, để ra lệnh cho các công ty này ở tỉnh, cấm bán tất cả các thiết bị liên quan cho bất kỳ công ty nào từ Tu Hà. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Long Nhất hỏi, vẻ mặt có chút tức giận. Tiêu Chính Văn cau mày, cười gằn nói, tên Đỗ Bá Đào này quả thực không hề đơn giản. Ông ta thế mà có thể đoán được hành động tiếp theo của chúng ta. Sau một hồi im lặng, Tiêu Chính Văn nói, lập tức thông báo cho chủ soái từ Kiêu Long của chiến khu Đông Nguyên, truyền lại ý của tôi, rằng cần phải đặt mua gấp một lô thiết bị từ các doanh nghiệp hoặc nhà máy quân sự mà chiến khu ông ta đang hợp tác, sau đó vận chuyển thẳng tới Tu Hà cho tôi. Coi như tôi nợ ông ta một ân huệ. Chương 304, đánh anh tôi sợ bẩn tay. Long Nhất cung kính gật đầu nói, vâng. Mặt tướng đi làm ngay đây. Dứt lời, anh ta nhanh chóng thông báo với sở chỉ huy quân đội ở chiến khu Đông Nguyên. Lúc này, Từ Kiêu Long nhận được điện thoại cũng nhíu mày, hỏi, vua Bắc Lương nói là nợ tôi một ân tình thật sao? Đúng vậy, chủ soái Từ, chủ soái chúng tôi có nói như vậy, xin chủ soái Từ hãy hành động ngay lập tức, Long Nhất gật đầu đáp. Từ Kiêu Long im lặng một lát, đáp, được, nếu đã là ý của vua Bắc Lương thì tôi sẽ giúp cậu ấy. Nói xong, Từ Kiêu Long cúp máy, rồi lập tức dặn dò phó tướng ở bên cạnh, anh lập tức liên lạc với các nhà máy quân sự dưới trướng hoặc các đơn vị doanh nghiệp có hợp tác với chiến khu chúng ta, nhanh chóng đưa số thiết bị này đến nhà máy nhà họ Khương ở Tu Hà. Không được chậm trễ, chủ soái,
đây là ý của vua Bắc Lương sao? Vị thượng tướng ba sao kia hỏi. Từ Kiêu Long mỉm cười đáp, đúng vậy, vị vua Bắc Lương này vì một người phụ nữ mà chịu nợ Từ Kiêu Long tôi một ân tình, thú vị đấy. Mau đi làm đi, rõ, thuộc hạ đi ngay đây ạ. Vị phó tướng đáp lời, rồi quay người rời khỏi phòng chỉ huy ở tổng chiến khu. Còn ở bên này, sau khi giải quyết xong việc thu mua thiết bị, Tiêu Chính Văn nói với Long Nhất, tìm nơi ở của mấy người này, lát nữa đi cùng tôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đưa cho Long Nhất một danh sách, trên đó có 5 người. 5 người này trước kia đều là những cấp dưới một lòng trung thành với doanh nghiệp Tiêu Thị và đi theo bố anh. Cũng là những người bạn thân thiết nhất của bố anh lúc ông còn sống. Chỉ có điều, 5 năm trước xảy ra nhiều chuyện như vậy, bố mẹ anh đã chết, doanh nghiệp Tiêu Thị cũng sụp đổ theo. Những người này vì một lòng đi theo bố anh mà bị rất nhiều người ở Tu Hà cấm vận. Bây giờ, họ đã từ những quản lý cấp cao của doanh nghiệp Tiêu Thị nổi danh năm đó, trở thành những người dân bình thường vô danh. Đương nhiên, trên danh sách còn có 2 người nữa, được bôi đỏ. Đây là 2 kẻ phản bội đã đâm sau lưng bố anh và quay lưng với doanh nghiệp Tiêu Thị. Nếu không vì 2 kẻ này, thì có lẽ Tiêu Thị cũng không sụp đổ nhanh đến vậy. Vào thời khắc quan trọng cuối cùng, chính 2 kẻ này đã đâm một nhát dao sau lưng bố anh và nhà họ Tiêu. Tiêu Chính Văn không bao giờ quên được mối thù này. Cho dù có chết, Tiêu Chính Văn cũng nhớ như in khuôn mặt của 2 kẻ đã phản bội và sỉ nhục bố anh lúc đó. Rõ, tôi đi điều tra ngay đây. Long Nhất cung kính đáp lời, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì anh ta có thể cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi. Sát khí rất mạnh. Hai cái tên được bôi đỏ này sợ rằng sẽ phải trả cái giá rất thê thảm. Khi Long Nhất đi điều tra nơi ở của những người này, Tiêu Chính Văn rời khỏi văn phòng của chủ tịch, đi xem xét quanh công ty. Chủ yếu là vì đã 5 năm không trở lại đây, bây giờ quay lại, Tiêu Chính Văn cảm thấy rất bùi ngùi. Mỗi viên gạch viên ngói, mỗi cành cây ngọn cỏ ở đây đều là tâm huyết của bố anh. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Chính Văn đụng mặt với mấy người. Dẫn đầu đám người là một người đàn ông hơn 30 tuổi, đang thảo luận với cấp dưới bên cạnh về sắp xếp của sếp lớn trong phòng họp hôm nay. Các cậu nói xem, sếp lớn của chúng ta có phải bị điên không nhỉ? Tự nhiên muốn mua lô thiết bị này, công ty chúng ta cũng đâu làm về mảng này, đúng là có tiền nhưng ngu ngốc. Vẻ mặt người đàn ông này rất tức giận. Sếp nói chí phải, tôi thấy sếp lớn đúng là chỉ có hư danh, còn trẻ nên chẳng biết gì cả. Đúng đúng đúng. Còn đeo mặt nạ nữa chứ, cứ như sợ người ta biết thân phận của mình ấy. Theo tôi thấy, công ty muốn phát triển thì vẫn nên nghe theo ý của sếp Phương. Trong lúc nói chuyện, đám người đã đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Lúc đầu, đám giám đốc Phương cũng không chú ý đến Tiêu Chính Văn, còn lạnh lùng mắng mỏ tránh ra. Đột nhiên, Phương Văn Tuấn cảm thấy người trước mặt rất quen mắt, sau khi nhìn kỹ thì kinh ngạc kêu lên, là cậu sao? Tiêu Chính Văn đúng không? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Phương Văn Tuấn, sau đó nhếch môi cười nhạt. Trước kia Phương Văn Tuấn cũng chỉ là một nhân viên quèn trong doanh nghiệp Tiêu Thị, không ngờ bây giờ đã làm đến chức giám đốc. Vừa rồi ở phòng họp, anh vẫn chưa chú ý đến hắn. Chủ yếu là vì trước kia Phương Văn Tuấn là loại người chẳng có tài cán gì, chỉ biết nịnh bợ, rất nhiều lần A Dua nịnh hót trước mặt đại thiếu gia nhà họ Tiêu là anh. Lâu rồi không gặp, Tiêu Chính Văn thản nhiên trả lời. Hiện giờ anh không đeo mặt nạ. Phương Văn Tuấn cười đều, nói ái chà chà, khách quý đây, không ngờ cũng có ngày tôi có thể gặp được đại thiếu gia nhà họ Tiêu ngày trước ở Tiêu Thị. À không, bây giờ đã không còn được gọi là doanh nghiệp Tiêu Thị nữa, là tập đoàn Na Nhan. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, nghiêng người chuẩn bị rời đi. Nhưng hiển nhiên Phương Văn Tuấn không có ý định để Tiêu Chính Văn cứ thế mà đi. Nghĩ lại, trước kia hắn chẳng khác gì một con chó. Ngày nào cũng nịnh hót trước mặt Tiêu Chính Văn, nhưng về sau lại chẳng được lợi lộc gì. Ngược lại, sau khi nhà họ Tiêu sụp đổ, doanh nghiệp Tiêu Thị bị người khác thu mua, Phương Văn Tuấn nhờ vào tài khua môi múa mép, bây giờ lên như diều gặp gió, làm hẳn chức giám đốc một bộ phận. Cảm giác trái ngược này khiến Phương Văn Tuấn bây giờ gặp được Tiêu Chính Văn, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận và mong muốn trả thù. Khoan đã, Tiêu Chính Văn, cậu cứ thế mà đi sao? Phương Văn Tuấn gọi giật Tiêu Chính Văn lại, chìa tay ấn vào vai anh, cười khinh bỉ, rồi giới thiệu với mấy người bên cạnh, nào nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người,
người trước mặt đây chính là đại thiếu gia nhà họ Tiêu nổi tiếng như cồn năm đó, cũng là tổng giám đốc tiền nhiệm của doanh nghiệp Tiêu thị chúng ta. Bốn tên cấp dưới sau lưng Phương Văn Tuấn nghe thấy thế, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, xì xào với nhau, hả? Cậu ta chính là đại thiếu gia của nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn sao? Ôi mẹ ơi, sao cậu ta lại ở đây? Chắc không phải nghe nói công ty chúng ta được thu mua đổi tên, nên đến xin việc đấy chứ? Ha ha, bây giờ cậu ta quay lại làm gì chứ? Đúng là mất mặt, nhà họ Tiêu đã không còn, cậu ta còn mặt mũi đến đây sao? Bị mấy người nói kháy, vẻ mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên lạnh lùng. Nói đủ chưa vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Phương Văn Tuấn nghe thấy thế, cười mỉa đáp, sao nào? Cậu còn không phục sao? Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu đã không còn là đại thiếu gia nhà họ Tiêu nữa rồi, cậu chỉ là một con chó hoang thôi, biết chưa hả? Đúng rồi, sao tôi còn nghe nói, bây giờ cậu đã trở thành một kẻ ở rể, chuyên bám váy đàn bà hả? Chậc chậc, không ngờ cậu lại sa sút đến mức này rồi sao? Còn bám cả váy đàn bà nữa, nếu chủ tịch trên trời có linh thiêng mà biết, không biết có tức đến mức bật dậy khỏi quan tài không nữa. Ha ha ha, đám người cười ầm lên. Tiêu Chính Văn nổi giận, bỗng chốc sát khí tỏa ra. Anh đột nhiên giơ tay, túm lấy cổ áo Phương Văn Tuấn, nhấc hắn lên cách mặt đất khoảng 15 cm. Chán sống chắc, chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng đằng đằng sát khí. Sỉ nhục bố anh, chết cũng đáng. Phương Văn Tuấn sợ hết hồn, bởi vì bị Tiêu Chính Văn túm cổ áo, nên hắn hít thở rất khó khăn, chỉ một lúc đã đỏ bừng mặt, hắn tức giận gào lên, Tiêu Chính Văn, mày bỏ tay ra ngay cho tao. Mày có biết mày đang làm gì không? Tao là giám đốc của bộ phận thị trường, bây giờ mày chỉ là một thằng rác rưởi, một con chó hoang mà thôi, mày mà dám ra tay với tao, mày đã nghĩ đến hậu quả chưa? Ra tay với anh, tôi sợ bẩn tay tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát, anh vừa thả tay, cả người Phương Văn Tuấn liền ngã ngồi xuống đất. Chương 305, tôi chính là ông chủ. Trong lòng Phương Văn Tuấn lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mấy tên cấp dưới cũng vội vàng kéo Phương Văn Tuấn đứng dậy, đồng thời chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng mỏ, cậu điên rồi. Dám ra tay với giám đốc Phương của chúng tôi, cậu chỉ là một con chó hoang, có gì để mà vênh váo chứ? Cậu đã không còn là đại thiếu gia năm đó nữa rồi. Phải đấy, mau xin lỗi giám đốc Phương của chúng tôi đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi. Dứt lời, bốn tên nhân viên kia liền xắn tay áo, bộ dáng chuẩn bị đánh nhau. Tiêu Chính Văn nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng, nói chỉ bốn người các anh mà cũng đòi đánh tôi. Một câu nói mà sát khí ngút trời, khiến bốn tên nhân viên kia chấn động lùi lại nửa bước. Sát khí, mạnh quá. Sao ánh mắt của tên Tiêu Chính Văn này lại đáng sợ như vậy chứ? Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn Phương Văn Tuấn, hắn đẩy các nhân viên trước mặt ra, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên, Tiêu Chính Văn. Mày chết chắc rồi. Đây đã không còn là doanh nghiệp Tiêu thị, mà là tập đoàn Na Nhan. Mày cũng không phải là tổng giám đốc của công ty này nữa rồi. Công ty cũng chẳng phải của mày. Mày dám ra tay với tao ở đây, tao nhất định phải giết mày. Tiếng ha ha cất lên. Tiêu Chính Văn thản nhiên rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi, rồi nhả thẳng khói vào mặt Phương Văn Tuấn, nói, sao anh biết bây giờ công ty không phải là của tôi chứ? Nghe thấy thế. Phương Văn Tuấn sững sờ một chút, sau đó cười lớn nói, ha ha ha. Mày nói gì cơ, Tiêu Chính Văn, mày điên rồi chắc, chắc không phải mày bị bệnh thần kinh, tưởng công ty này vẫn là của mày đấy chứ. Mày nghe cho rõ đây, hiện giờ doanh nghiệp Tiêu thị đã được sếp lớn của bọn tao thu mua, đổi tên thành tập đoàn Na Nhan. Nhà họ Tiêu mày, và cả mày, đều đã trở thành lịch sử của công ty này. Hơn nữa còn là lịch sử vô cùng nhục nhã. Phương Văn Tuấn nói xong, bốn tên nhân viên bên cạnh cũng hùa theo mỉa mai. Nhưng Tiêu Chính Văn lại gật đầu đáp, tôi phải nhắc nhở anh, công ty có loại sâu bọ như các anh mới là nhục nhã. Bắt đầu từ bây giờ, Phương Văn Tuấn anh và bốn người kia sẽ bị đuổi việc. Vừa dứt lời, xung quanh yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Mấy người Phương Văn Tuấn nhìn nhau, sau đó ôm bụng cười lớn. Mấy người nghe đi. Cái tên này không phải điên rồi đấy chứ? Cậu ta nói gì cơ? Đuổi việc chúng ta á? Nực cười, đúng là quá nực cười. Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn,
chắc không phải mày bị đả kích nên ngu người rồi đấy chứ. Nếu là vậy thì tao cũng thấy thương thay cho mày. Phương Văn Tuấn nhún vai, ra vẻ người tốt, lấy ít tiền trong ví đưa cho Tiêu Chính Văn, nói, trên người tao chỉ có chừng này, mày mau cầm lấy mà đi khám, cũng coi như chút tấm lòng của người từng làm cấp dưới của mày. Giám đốc Phương, sao có thể để anh bỏ tiền được chứ? Để chúng tôi. Đúng đúng đúng, để chúng tôi, mau cầm lấy mà đi khám bệnh đi. Nhất thời, mấy tên nhân viên đều móc tiền ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói tiền thì các anh cứ cầm đi, dù gì thì bắt đầu từ hôm nay, các anh cũng thất nghiệp rồi. Hơn nữa, tất cả các đơn vị ở Tu Hà sẽ không nhận các anh nữa. Anh nói xong, sắc mặt Phương Văn Tuấn trở nên vô cùng u ám, tức giận chửi bới, mẹ kiếp. Mày được voi đòi tiền đấy à? Mày có tin bây giờ tao gọi bảo vệ bắt mày lại, rồi gán cho mày tội danh trộm cắp không hả? Nhưng, Phương Văn Tuấn vừa nói xong, Long Nhất đã lạnh lùng bước tới, phẫn nộ quát, láo toét. Anh muốn gán tội danh trộm cắp cho ai hả? Phương Văn Tuấn sững sờ, nhíu mày nhìn Long Nhất đang bước tới với vẻ mặt lạnh lẽo, hắn vội bước lên cúi người nói, Tổng Giám Đốc Long, sao anh lại đến đây thế? Bây giờ Long Nhất là người phụ trách đứng đầu ở công ty sau xếp Bạch, cũng là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Na Nhan. Nắm quyền sinh quyền sát ở công ty. Bốp! Long Nhất tức giận tát cho Phương Văn Tuấn một bạt tai, khiến hắn đứng xoay hai vòng tại chỗ. Bắt đầu từ hôm nay, anh bị đuổi việc, cả bốn người các anh cũng cuốn gói mà cút đi. Long Nhất gầm lên. Phương Văn Tuấn đứng hình, ôm mặt, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Long, việc này, tại sao lại thế? Chúng tôi đã làm sai gì chứ? Long Nhất chẳng thèm nhìn Phương Văn Tuấn lấy một cái, mà bước đến bên cạnh Tiêu Chính Văn, đưa cho anh một tập tài liệu, nói, thưa sếp, đã điều tra rõ ràng rồi ạ. Tiêu Chính Văn nhận lấy tài liệu, nhìn mấy cái, gật đầu, sau đó xoay người đi thẳng. Lúc này, vẻ mặt Phương Văn Tuấn đầy ngạc nhiên, hai mắt trợn trừng. Sếp! Tiêu Chính Văn là sếp lớn cơ á? Sao? Sao lại thế được? Bốn tên nhân viên kia lúc này cũng có vẻ mặt khoa trương như Phương Văn Tuấn, đầy kinh ngạc và không dám tin. Trời ơi! Cái con chó hoang nhà họ Tiêu kia sao thoát cái lại trở thành sếp lớn của công ty vậy? Anh Bạch đeo mặt nạ vừa rồi chính là Tiêu Chính Văn sao? Chương 306, đập hết cho tao. Phịch! Phương Văn Tuấn quỳ phịch xuống, khóc gào với bóng lưng đã rời đi của Tiêu Chính Văn. Sếp ơi, cầu xin anh đừng đuổi việc tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Xin anh đấy, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi xin dập đầu với anh. Nói xong, Phương Văn Tuấn dập đầu xuống đất như dã tỏi. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ để lại một câu, công ty này không cần một kẻ rác rưởi có thể phản bội công ty bất cứ lúc nào. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rời đi. Long Nhất nhìn Phương Văn Tuấn đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy, lạnh lùng nói, đây là anh tự chuốc lấy đấy nhé. Bắt đầu từ hôm nay, mấy người các anh bị đuổi việc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ra thông báo, trong vòng 3 năm, không một đơn vị nào ở Tu Hà sẽ tuyển các anh. Còn nữa, các anh hãy nhớ, giữ kín chuyện hôm nay cho tôi. Nếu để tôi biết ai tiết lộ thân phận của ông chủ lớn thì hậu quả tự chịu. Nói xong, Long Nhất xoay người, đuổi theo Tiêu Chính Văn đi đằng trước. Chẳng mấy chốc, đám người Phương Văn Tuấn đã nhận được thông báo của bộ phận nhân sự, sắc mặt trắng bệch rời khỏi tập đoàn Na Nhan. Ở bên này, Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, đọc tài liệu chi tiết trong tay. Cố Lạc Sinh. Đây là người đầu tiên Tiêu Chính Văn muốn tìm. Bác Cố, bác vẫn còn khỏe chứ? Vành mắt Tiêu Chính Văn hơi ươn ướt. Cố Lạc Sinh có thể nói là người trung thành nhất, cũng là bạn chí cốt của bố anh. Có thể nói, Cố Lạc Sinh đã chứng kiến Tiêu Chính Văn trưởng thành. Tiêu Chính Văn cũng muốn gọi là bác Cố để tỏ lòng kính trọng. Năm đó nhà họ Tiêu sụp đổ, Cố Lạc Sinh là người đầu tiên bôn ba vì nhà họ Tiêu, thậm chí còn không tiếc quỳ xuống cầu xin rất nhiều người. Nhưng ông ấy vẫn không thể ngăn được âm mưu của bốn gia tộc lớn. Sau đó, Cố Lạc Sinh cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều người ở Tu Hà, bọn họ tốn bao công sức để trù dập ông ấy. Hiện giờ, theo tài liệu thì Cố Lạc Sinh mở một cửa hàng hoa quả, bán hoa quả để mưu sinh. Lái xe đi, Tiêu Chính Văn nói. Long Nhất đích thân lái xe, nhanh chóng đến trước một cửa hàng hoa quả ở đường Tây Lãng. Xe dừng cách cửa hàng hoa quả mười mấy mét. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe,
nhìn một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang bận rộn bán hàng ở đó. Người đàn ông nhìn có vẻ 40, 50 tuổi, nhưng mái tóc đã bạc trắng, khuôn mặt cũng in hẳn dấu vết thời gian và những phong sương của cuộc sống vất vả. Người phụ nữ cũng trạc tuổi, nhưng bởi vì giữ gìn nhan sắc tốt nên nhìn vẫn tươi trẻ. Bận rộn xong, người phụ nữ còn ân cần cầm khăn bông lau mồ hôi trên khuôn mặt người đàn ông. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Có thể thấy được đây là một bức tranh rất ấm áp. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, hít sâu một hơi, không ngờ bác Cố bây giờ lại sống nghèo khó như vậy. Tuy mở một cửa hàng hoa quả, nhưng theo tài liệu thì nhà bác Cố gánh khoản nợ mấy trăm nghìn tệ, mà khoản nợ này là do bác Cố đã bán hết gia sản, đi khắp nơi nghe ngóng tung tích của Tiêu Chính Văn trong mấy năm sau khi nhà họ Tiêu sụp đổ. Trong lòng Cố Lạc Sinh, không tìm thấy thi thể Tiêu Chính Văn thì ông ấy vẫn luôn nghĩ anh còn sống. Chỉ là về sau, không nghe ngóng được gì, mà nợ nần nhiều quá, nên Cố Lạc Sinh mới từ bỏ. Nhưng đúng lúc này, một đám thanh niên côn đồ ăn mặc cà lơ phất phơ đột nhiên đến cửa, lấy ít hoa quả ăn. Cố Lạc Sinh, lúc nào thì ông trả tiền đây? Anh Ngưu của chúng tôi đã nói rồi, hôm nay là thời hạn cuối cùng, nếu không có tiền thì đập luôn sạp hoa quả của ông. Người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu mặt mày bặm trợn, trên mặt còn có vết sẹo. Cố Lạc Sinh vội vàng bước lên, khom lưng khuỵu gối nói, anh Đao, tôi xin lỗi, cầu xin anh thư thả cho tôi hai hôm, tôi sẽ gom đủ tiền. Lão già khốn kiếp, ông đùa tôi chắc, còn đòi thư thả hai hôm. Người đàn ông tên là anh Đao kia lập tức túm cổ áo Cố Lạc Sinh, đẩy mạnh ông ấy ngã xuống đất, sau đó tức giận ném hoa quả trong tay nát bét, gầm lên, đập cho tao. Đập hết, chương 307, đòi nợ 1. Lập tức có ba tên côn đồ lao lên đập phá sạp hoa quả. Toàn bộ số hoa quả tươi ngon đều bị đập nát bét. Cố Lạc Sinh ngã xuống đất, nước mắt đầy mặt, nhìn hoa quả bị ném đầy đất, đau xót kêu lên, anh Đao, đừng đập phá nữa, tôi xin anh đấy, đây là nguồn thu nhập duy nhất của nhà chúng tôi mà. Nói xong, Cố Lạc Sinh quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu với anh Đao. Đây là kế sinh nhai duy nhất của cả nhà bốn miệng ăn của ông ấy. Ông ấy có hai đứa con, đứa lớn đang học cấp 3, đứa nhỏ đang học cấp 2. Tiền đâu? Mặt anh Đao hầm hầm hỏi, giơ chân lên đạp mạnh vào người Cố Lạc Sinh, sau đó dẫm lên ngực ông ấy. Tiền đây, anh Đao, cầu xin anh hãy thả chồng tôi ra. Lúc này, vợ Cố Lạc Sinh lấy một gói tiền được bọc cẩn thận trong phòng ra, lao tới trước mặt anh Đao, quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa kêu lên. Anh Đao giật lấy tiền, toàn là tiền lẻ, gã còn đếm từng tờ một. Cố Lạc Sinh thấy thế thì đau khổ gào lên, anh Đao, không được, đó là tiền học phí của Nguyệt Nguyệt, xin anh hãy cho tôi thêm hai ngày, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền. Nhất định sẽ đủ, bốp. Anh Đao tát một cái vào mặt Cố Lạc Sinh, quát lên, không có tiền thì đi học làm cái quái gì. Cũng đúng lúc này, con gái lớn đang học cấp 3 của Cố Lạc Sinh là Cố Hàn Nguyệt mặc đồng phục, đeo cặp sách trở về. Nhìn thấy đám người này đến cửa đòi nợ, Cố Hàn Nguyệt xông đến, chắn trước mặt Cố Lạc Sinh và mẹ, vẻ mặt quật cường và lạnh lùng, hét lên, cầm tiền rồi mau cút đi. Anh Đao nhướng mày, nhìn Cố Hàn Nguyệt, cười lạnh lùng đáp, Nguyệt Nguyệt này, ít tiền này chưa đủ đâu, hay là em đi với anh dẫn em đến hộp đêm của anh Ngưu kiếm tiền nhé, một tối có thể kiếm được mấy trăm tệ đấy. Nếu em cố gắng thì một tháng cũng có thể kiếm được 10.000 tệ, như vậy thì bố em sẽ nhanh chóng trả được nợ. Dứt lời, anh Đao giơ tay định vuốt mặt Cố Hàn Nguyệt. Cô nhóc này có khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ động lòng người, nhất là vóc dáng, dậy thì trông càng hấp dẫn. Còn nhỏ tuổi mà đã như bông hoa đang nở. Anh Đao ngắm chúng Cố Hàn Nguyệt đã lâu rồi. Cố Hàn Nguyệt hất luôn bàn tay bẩn thỉu của anh Đao đang chìa ra, ghê tởm kêu lên, bỏ cái tay bẩn của anh ra. Cút đi, anh Đao nhíu mày, lạnh lùng nói, mẹ kiếp, con nhãi khốn kiếp này. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à. Hôm nay tao nói cho mày biết, anh Ngưu đã nói rồi, chúng mày mà không trả tiền thì bắt mày đến hộp đêm tiếp khách. Anh Đao tức giận gầm lên, sau đó liền tóm lấy cánh tay Cố Hàn Nguyệt, kéo ra khỏi cửa hàng hoa quả. Cố Hàn Nguyệt giãy giụa không ngừng, há miệng cắn vào cánh tay gã. Anh Đao đau đớn hét lên một tiếng, nheo mắt lại, cả người tỏa ra khí lạnh, gầm lên, mẹ kiếp. Mày là chó à, dám cắn cả tao, tao tát chết mày. Dứt lời, anh Đao liền vung bàn tay lên, tát về phía Cố Hàn Nguyệt.
Cố Hàn Nguyệt đã sững sờ, đứng im tại chỗ, nhắm chặt mắt, chuẩn bị nhận cái tát này. Nhưng, mãi không thấy cái tát này hạ xuống. Đồng thời, trong tầm mắt Cố Hàn Nguyệt, Cố Lạc Sinh và vợ ông ấy, một người đàn ông cao to, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, xuất hiện trước mặt bọn họ như thiên sứ giáng trần. Cùng với sự xuất hiện, là một giọng nói lạnh lùng như thần chết cất lên, tiền của bọn mày tao sẽ trả. Nhưng mày ra tay thì phải trả lại. Dứt lời. Tiêu Chính Văn vặn tay một cái, lập tức bẻ gãy tay trái của anh đao. Rắc. Tiếng xương gãy vang lên. A a a, cánh tay của tôi. Anh đao hét lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay trái đã gãy lìa, lùi lại mấy bước, nhìn người đàn ông xuất hiện đột ngột trước mặt với vẻ sợ hãi và tức giận, hét lên, mày là ai hả? Mày có biết bố mày là ai không? Mày dám làm gãy tay của tao, còn phá hỏng chuyện của tao nữa, có tin tao tìm người chém chết mày không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn anh đao và ba tên đàn em đang vây lấy anh. Mấy tên này rút con dao găm sáng lóa ở thắt lưng ra. Long Nhất, đưa tiền. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Long Nhất vội vàng tiến lên, ném 400.000 tệ đã được chuẩn bị sẵn, gói trong túi giấy xuống trước mặt anh đao. Lạnh lùng nói, tiền bọn họ nợ chúng mày, bọn tao trả hộ rồi, bây giờ thì cút ngay đi. Anh đao nhìn túi tiền dưới đất, ra hiệu cho đàn em nhặt lên đếm, không thiếu một xu. Nhưng gã lại lập tức lật mặt, nói, mẹ mày. Bọn mày tưởng trả tiền là xong chuyện sao? Cánh tay này của tao thì tính sao hả? Mang ra đây 500.000 tệ nữa đi, nếu không tao chém chết chúng mày. Chương 308, đòi nợ 2. Tiêu Chính Văn lạnh lùng lắc đầu, nói với Long Nhất, xử lý sạch sẽ. Rõ. Long Nhất đáp lời, khí thế trên người lập tức bùng phát, bao trùm cả con đường. Sau đó, bịch 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 mấy tiếng, Long Nhất vô cùng bá đạo đạp bay đám người anh đao, sau đó đấm cho chúng một trận như tử. Tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai. Cố Lạc Sinh và Cố Hàn Nguyệt lúc này đã nhìn đến ngây người. Tiêu Chính Văn bước nhanh đến trước mặt Cố Lạc Sinh, đỡ ông ấy dậy. Kích động kêu lên, bác Cố. Cố Lạc Sinh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và chấn động. Khóe môi ông ấy run rẩy, nói, cháu là Tiểu Văn. Là cháu đây, bác Cố, cháu trở về rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu đáp, vành mắt đỏ hoe. Phải nói rằng, trên đời này, ngoài Khương Vi Nhan và Na Na ra, thì Cố Lạc Sinh có thể coi là người thân thiết nhất của Tiêu Chính Văn. Tuy không có mối quan hệ máu mủ, nhưng còn hơn cả người thân. Tiểu Văn, là cháu thật rồi, là cháu thật rồi. Cháu vẫn còn sống, cháu vẫn còn sống. Tốt quá, Cố Lạc Sinh lập tức nước mắt giàn giụa, đôi bàn tay khô gầy nắm chặt lấy tay Tiêu Chính Văn, tâm trạng rất kích động. Còn ở bên này, Long Nhất đã giải quyết xong đám côn đồ anh đao, sau đó lặng lẽ đứng ở cửa của cửa hàng hoa quả. Tiêu Chính Văn đỡ Cố Lạc Sinh ngồi xuống, hai người nói chuyện rất lâu, Tiêu Chính Văn cũng được biết tình hình cuộc sống mấy năm nay của ông ấy. Trong nhà không có trà, uống tạm nước lọc vậy. Lúc này, bà Cố bưng một bát nước lọc ra, mỉm cười đưa cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy, mỉm cười nói, bác gái, cảm ơn bác ạ. Cố Lạc Sinh lau nước mắt, tâm trạng vẫn rất kích động, hỏi, bây giờ cháu về thì định làm gì? Cố Lạc Sinh biết rõ, hiện giờ Tiêu Chính Văn trở về chắc chắn là có mục đích. Người đàn ông đứng ở cửa đó, Cố Lạc Sinh chỉ nhìn một cái là nhận ra không phải người đơn giản. Có thể có cấp dưới lợi hại như vậy, đủ để cho thấy Tiêu Chính Văn hiện giờ có thành tựu không hề nhỏ. Tiêu Chính Văn cũng nói thẳng, bác Cố, cháu đến chỉ có một chuyện, đó là muốn mời bác quay lại doanh nghiệp Tiêu Thị mà bố cháu để lại, quản lý công ty giúp cháu. Sao cơ, cháu bảo bác quản lý công ty giúp cháu, chẳng phải công ty nhà họ Tiêu đã phá sản và bị công ty khác thu mua sao? Cố Lạc Sinh kinh ngạc hỏi. Tiêu Chính Văn nói, bác Cố. Cháu đã mua lại công ty nhà họ Tiêu rồi, bây giờ nó đã đổi tên thành tập đoàn Na Nhan. Cháu mua lại rồi sao? Cố Lạc Sinh nghe thấy thế, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và kích động. Anh Tiêu, anh có cậu con trai giỏi quá. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp, bác Cố, việc cháu mua lại công ty nhà họ Tiêu vẫn chưa có ai biết. Bác nên biết, người ra tay với nhà họ Tiêu cháu năm đó không hề đơn giản, cháu phải dùng kế sách vẹn toàn để đối phó bọn họ. Vậy nên, cháu đã dùng danh nghĩa của người khác để mua lại công ty. Cố Lạc Sinh gật đầu, ông ấy biết rất rõ những thế lực khiến nhà họ Tiêu sụp đổ vào năm đó to lớn đến mức nào.
Trong thời gian nhà họ Tiêu gặp chuyện, Cố Lạc Sinh đã dùng hết mọi mối quan hệ và tiền bạc, nhưng vẫn không thể điều tra được là ai ra tay. Vậy nên, bây giờ ông ấy cũng rất lo lắng, nói cháu có cách đối phó những người đó thật sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười đáp, cháu đã điều tra được một gia tộc trong số đó, nhưng bọn họ quá lớn mạnh, cháu vẫn phải chuẩn bị nhiều hơn. Thu mua công ty nhà họ Tiêu chỉ là kế hoạch bước đầu của cháu thôi. Vậy nên, hôm nay cháu đến là muốn mời bác Cố quản lý công ty giúp cháu, có bác thì cháu mới có thể yên tâm được. Cố Lạc Sinh nghe thấy thế, ánh mắt run rẩy. Sau khi do dự một lúc, Cố Lạc Sinh lên tiếng, được. Bác đồng ý với cháu. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nắm thật chặt tay Cố Lạc Sinh, nói cảm ơn bác Cố. Cố Lạc Sinh nhìn cửa hàng hoa quả tan hoang, nói, nhưng vừa rồi cháu đã đắc tội với anh Đao, tuy gã chẳng có thế lực gì lớn, nhưng anh Ngưu đứng sau gã không phải là người đơn giản, là ông trùm ở khu vực này đấy, dưới trướng có 200, 300 tên đàn em, và rất nhiều câu lạc bộ giải trí, còn quen biết không ít nhân vật có máu mặt ở thành phố Tu Hà, bác không cần lo lắng, để cháu giải quyết. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện sát khí. Anh Ngưu, tốt lắm, đã đến lúc chết rồi. Chương 309, cô nhóc này cũng khá kiên cường đấy. Nghe Tiêu Chính Văn nói như vậy, Cố Hàn Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn anh thêm vài lần. Người đàn ông này rất đẹp trai lại trông có vẻ rất hiền lành. Anh Ngưu là thủ lĩnh của thế lực ngầm ở chỗ này, anh biến mất 5 năm, gia đình chúng tôi vì anh mà chịu biết bao uất ức, nhục nhã, bây giờ anh quay về lại đắc tội với anh Ngưu. Nếu anh đi rồi, anh Ngưu chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi. Cố Hàn Nguyệt lạnh lùng nói một câu, trong lòng ít nhiều cũng có phần oán giận Tiêu Chính Văn. Bọn họ vốn là một gia đình vô cùng hạnh phúc, lại vì Tiêu Chính Văn mà biến thành thế này. Cố Hàn Nguyệt không hiểu, vì sao mấy năm qua bố mình không ngừng tìm kiếm tin tức của Tiêu Chính Văn, thậm chí không tiếc gánh một món nợ lớn. Nguyệt Nguyệt, ăn nói với anh Chính Văn thế đấy à? Lúc con còn nhỏ, Chính Văn còn bế con nữa đấy. Cố Lạc Sinh lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vẻ tự trách. Tiêu Chính Văn mỉm cười, nói, bác Cố, Nguyệt Nguyệt nói không sai, nếu không phải vì nhà họ Tiêu chúng cháu, vì cháu thì mọi người cũng không rơi vào bước đường này. Anh biết là tốt rồi. Cố Hàn Nguyệt bĩu môi, nói thêm câu nữa, khuôn mặt lạnh tanh, dậm chân rời khỏi cửa hàng hoa quả. Nguyệt Nguyệt, con bé này. Cố Lạc Sinh quát lên. Nhưng Cố Hàn Nguyệt quay đầu bỏ đi luôn. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, con bé giận rồi ạ? Cố Lạc Sinh lắc đầu nói, nó kiếm tiền bằng việc rửa bát ở khách sạn gần đây, mấy năm nay, là bác có lỗi với ba mẹ con họ, nếu không phải tại bác thì Nguyệt Nguyệt cũng không cần phải vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền giúp bác trả nợ. Nói tới đây, Cố Lạc Sinh không kìm nổi nước mắt. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nhìn theo hướng Cố Hàn Nguyệt rời đi. Cô nhóc này cũng khá kiên cường đó. Nói chuyện với Cố Lạc Sinh thêm một lát, Tiêu Chính Văn liền rời đi. Sau khi lên xe, Tiêu Chính Văn nói với Long Nhất, liên hệ với Trịnh Thiên Thái, điều tra thông tin của người tên anh Ngưu kia. Vâng. Long Nhất cung kính trả lời, nhanh chóng gọi điện cho Trịnh Thiên Thái. Lúc này, Trịnh Thiên Thái đang ở khách sạn dùng bữa với mấy đại ca thế lực ngầm của Tu Hà, bàn chuyện hợp tác, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Long Nhất. Lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt kính cẩn bước ra khỏi phòng bao, hỏi cậu Long Nhất, có gì căn dặn ạ? Long Nhất nghiêm nghị nói, tôi và đại ca hiện đang ở khu phát triển mở rộng, chỗ này có một người tên là anh Ngưu, ông có biết không? Anh Ngưu? Trịnh Thiên Thái cau mày, suy nghĩ một lát liền trả lời, cậu muốn nói đến Lôi Ngưu à? Người này tôi biết, là kẻ nắm quyền ở khu phát triển mở rộng bên kia, dưới trướng có tầm 200-300 anh em. Quản lý tất cả những địa bàn giải trí, buôn bán trong khu phát triển mở rộng, cũng có mở mấy nhà hàng và công ty, làm ăn khá ổn. Nhưng danh tiếng của hắn rất tệ, bởi vì kẻ này làm việc không nói lý lẽ, đắc tội với rất nhiều người. Hiểu rồi, Long Nhất đáp lại. Trịnh Thiên Thái vội hỏi, cậu Long Nhất, Lôi Ngưu này đắc tội với cậu à? Long Nhất cười ha ha đáp, đắc tội với tôi thì hắn còn có cơ hội sống, hiện giờ người hắn đắc tội là đại ca. Soạt. Nghe vậy, chán Trịnh Thiên Thái đổ mồ hôi lạnh, Lôi Ngưu lại đắc tội với anh Tiêu sao? Vậy chả phải là chán sống rồi à? Khu phát triển mở rộng bên đó thuộc khu phát triển mở rộng của Tu Hà, khá hẻo lánh, cách khu vực khu thành phố mười mấy cây số. Trước đây,
mấy người Trịnh Thiên Thái xem thường lợi ích và địa bàn chỗ đó, vì vậy mặc kệ cho Lôi Ngưu hoành hành ở khu phát triển mở rộng. Lâu dần, Lôi Ngưu trở thành bá chủ của khu phát triển mở rộng. Thậm chí, đã gây dựng thế lực sánh ngang với một vài ông trùm ở thế lực ngầm khu thành phố. Có điều, trong mắt mấy ông trùm ở khu thành phố, Lôi Ngưu chỉ là loại thủ lĩnh tép siêu ở một vùng quê nghèo khổ, không đáng nhắc đến, vì vậy, có rất nhiều việc đều không dẫn theo Lôi Ngưu. Thế nhưng, mấy năm gần đây, Lôi Ngưu kết giao với mấy nhân vật lớn có tiền tài, địa vị và quyền thế ở khu thành phố, cũng coi như thuận buồm xuôi gió, khiến khu phát triển mở rộng sống động tấp nập hơn. Chuyện này khiến rất nhiều người nhòm ngó tới địa bàn và lợi ích của khu phát triển mở rộng. Có không ít ông trùm ở khu thành phố đã đến đàm phán với Lôi Ngưu nhưng đều bị người của gã đánh đập một trận. Chuyện này khiến khá nhiều ông trùm phẫn nộ với Lôi Ngưu. Nhưng thế lực của Lôi Ngưu ở khu phát triển mở rộng rất thâm sâu khó lường, mấy ông trùm khu thành phố muốn nhúng tay vào khu phát triển mở rộng chẳng khác nào đụng đến lợi ích của vài người. Vì vậy, bọn họ đã thống nhất thỏa thuận, tạm thời không động đến Lôi Ngưu. Chương 310, câu lạc bộ thiên thượng nhân gian thật không ngờ hôm nay Lôi Ngưu lại chán sống mà đắc tội với Tiêu Chính Văn. Trong giây lát, ánh mắt Trịnh Thiên Thái phát sáng, nói cậu Long Nhất, cậu và anh Tiêu cứ chờ một lát, tôi lập tức dẫn người qua đó. Lôi Ngưu này dám chọc giận anh Tiêu, đúng là tự tìm đường chết. Ừ, nhanh lên. Long Nhất lạnh nhạt đáp một câu, sau đó liền cúp máy. Ngay sau đó, Trịnh Thiên Thái suy nghĩ chốc lát, mặt tràn đầy vẻ nôn nóng và kích động, xoay người bước vào phòng bao, lớn tiếng nói, các vị. Có tin tức vô cùng tốt, trong phòng bao, 7, 8 nhân vật của thế lực ngầm Tu Hà, toàn bộ đều nhìn Trịnh Thiên Thái, hoang mang nói, thiên gia, ông sao vậy? Tin tốt gì, xem ông kích động kìa. Đúng đó thiên gia, tin gì vậy? Trịnh Thiên Thái mỉm cười nói, chuyện làm ăn ở khu phát triển mở rộng, chẳng phải mấy người đã để mắt đến nơi đó từ lâu rồi sao? Khu phát triển mở rộng, ông nói đến chỗ của Lôi Ngưu à, một ông trùm khác cau mày, nói thiên gia, ông cũng biết, Lôi Ngưu này là một kẻ điên. Chúng tôi nhiều lần cử người đến bàn chuyện hợp tác với hắn, nhưng hắn thì sao? Thẳng thừng bảo đàn em đánh người của chúng tôi đến mức tàn phế. Nếu như đổi thành mấy năm trước thì tôi sẽ dẫn theo mấy anh em đến xử đẹp hắn luôn. Phải đó thiên gia, Lôi Ngưu này là tường đồng vách sắt của khu phát triển mở rộng. Sao thế, bên trên có tin tức gì lọt ra ngoài à? Lôi Ngưu quen biết không ít người có tiền tài địa vị ở khu thành phố, cũng có khá nhiều thế lực chống lưng, chúng ta không dễ gì mà động vào hắn được đâu. Trịnh Thiên Thái mỉm cười, nói, lá gan của mấy người quá nhỏ. Tôi nói cho mọi người nghe, Lôi Ngưu đắc tội với một nhân vật lớn có thể dùng tay che trời. Bây giờ, người đó đang ở khu phát triển mở rộng, sắp ra tay với Lôi Ngưu tới nơi rồi. Mấy người ai muốn cướp được mối làm ăn ở khu phát triển mở rộng thì mau đi cùng tôi. Mọi người nghe vậy thì đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thiên gia, ông không đùa chúng tôi đấy chứ? Lôi Ngưu đắc tội với nhân vật lớn nào? Là người có thể dùng tay che trời sao? Có người mở lời hỏi. Trịnh Thiên Thái trả lời, mấy người chắc cũng từng nghe nói rồi, là ông chủ lớn đứng sau tỷ phú Lý của Tu Hà chúng ta. Vị họ Bạch kia à? Lẽ nào, người Lôi Ngưu đắc tội là người đó? Trịnh Thiên Thái mỉm cười nói, mấy người không biết thân phận thực sự và thực lực của anh Bạch, tôi chỉ có thể nói với mấy người, người đó là ông trời của Tu Hà này. Nói xong, Trịnh Thiên Thái xoay người rời khỏi phòng, nhanh chóng gọi điện cho thuộc hạ của mình, lập tức tập hợp người. Toàn bộ, đúng, toàn bộ đến khu phát triển mở rộng. Hôm nay, chúng ta phải làm một ván lớn. Một đoàn các ông trùm thế lực ngầm Tu Hà phía sau. Trong tích tắc nghe được mệnh lệnh của Trịnh Thiên Thái liền trố mắt nhìn nhau. Thiên gia không phải điên rồi chứ? Thật sự muốn đến chỗ Lôi Ngưu. Làm sao giờ, chúng ta có nên đi giúp một tay không? Tôi thấy, chúng ta cứ đứng ngoài quan sát thì hơn. Lỡ như chọc vào ổ kiến lửa thì chúng ta đều khó sống. Mấy người bàn bạc một hồi, quyết định đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, đến thời điểm bọn họ có thể ra tay thì tất nhiên sẽ làm. Sau khi Trịnh Thiên Thái cúp máy, hàng trăm anh em dưới trướng ông ta, nhanh chóng tập hợp ở tất cả địa điểm giải trí, công ty. Hàng trăm người đều mặc vest đen. Gần trăm chiếc ô tô màu đen có rèm che, đồng loạt chạy từ khu thành phố Tu Hà đến khu phát triển mở rộng,
tạo thành một dòng xe màu đen nối đuôi nhau. Bên này, Tiêu Chính Văn và Long Nhất đã đến câu lạc bộ thiên thượng nhân gian của Lôi Ngưu. Tiêu Chính Văn bình thản dựa vào cửa xe hút thuốc, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía xa. Còn Long Nhất xông thẳng đến cửa, đạp dầm một cái, khiến cửa kính lớn của câu lạc bộ vỡ nát. Ngay lập tức, mấy chục tên côn đồ xăm trổ cầm theo gậy gộc lao ra từ trong câu lạc bộ, mặt mày hung hăng dữ tợn, quát to, mẹ kiếp. Dám đến chỗ anh Ngưu kiếm chuyện, chán sống rồi à, các anh em, lên cho tôi, đánh nó tàn phế luôn. Chương 311, cho mày chết toàn thây. Trong tích tắc, mười mấy gã đàn ông xăm trổ với vẻ mặt dữ tợn cầm gậy lao về phía Long Nhất. Trong mắt Long Nhất lộ ra vẻ khinh thường, anh ta bình tĩnh cử động cánh tay, sau đó nghiêng người xông đến. Một bóng đen lóe lên từ trong đám người, sau đó nhóm người xăm trổ ngã nhào xuống đất, ôm chặt tay và chân bị gãy và la hét thảm thiết. A a a, tay của tao, chân của tao, chân của tao gãy rồi, thằng này là quỷ à. Lúc này mười mấy gã đàn ông xăm trổ đều hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Nhất đang đứng trước mặt. Khí thế trên người anh ta thật mạnh mẽ và ác liệt. Mà vào lúc này, Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh từ ngoài cửa bước vào, chắp tay sau lưng, liếc nhìn những gã đàn ông xăm trổ nằm trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, Lôi Ngưu đâu? Những người này nghe xong đều im lặng, lắc đầu nguầy nguậy hét lên, không biết, anh Ngưu không ở đây. Tiêu Chính Văn cười khẩy, tiến về phía trước một bước, nhấc chân, đạp thẳng lên đầu gối của một trong những gã đàn ông xăm trổ. Lập tức, tiếng xương vỡ vụn chẳng khác nào tiếng pháo nổ. A a a, chân của tao, tao nói, anh Ngưu ở trên tầng, gã đàn ông xăm trổ la hét dữ dội, sắc mặt tái mét, cả cái chân của hắn đã hoàn toàn bị tàn phế. Tiêu Chính Văn nghe xong, liền bước thẳng vào thang máy. Đương nhiên, đã có người giành đi trước một bước, lao về phía thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Lúc này, trong phòng bao lớn và sang trọng nhất trên tầng cao nhất. Một đám em gái xinh đẹp khiến người khác mê đắm, ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng. Trên ghế sofa trong phòng bao, Lôi Ngưu béo núc ních, tai to mặt lớn đang ngồi giữa đám phụ nữ ăn mặc mát mẻ, hưởng thụ nữ sắc. Mà trước mặt gã, một người đàn ông với cánh tay bó bột bằng thạch cao đang quỳ dưới đất, không ngờ gã lại chính là anh Đao bị Tiêu Chính Văn đánh gãy tay lúc trước. Lúc này, anh Đao rơm rớm nước mắt, anh Ngưu, anh phải làm chủ cho em, thằng khốn đó, hoàn toàn không để em vào mắt, càng không xem anh Ngưu ra gì. Không chỉ đánh gãy cánh tay em, mà còn làm một số anh em của em bị thương, em nghĩ là Cố Lạc Sinh đã cố tình tìm nó, thấy anh Đao khóc lóc kể lể, Lôi Ngưu bực bội nói, được rồi, mày khóc cái gì? Mày một thằng đàn ông, sao lại khóc như đàn bà thế kia? Mau đứng lên. Anh Đao lau nước mắt, đứng dậy nói, anh Ngưu, thằng khốn đó hung hãn lắm, em thấy nó không phải người đơn giản. Chắc là người của một ông chủ nào đó trong thành phố muốn thám thính chúng ta, cho nên cố tình đến gây sự. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Ngưu lạnh lùng, hắng giọng nói, tiểu Đao à, khu phát triển mở rộng của chúng ta, từ bao giờ mà đến lượt các ông lớn trong thành phố làm chủ chứ? Bọn họ muốn chỗ của tao, không phải ngày một ngày hai, nhưng kết quả thế nào? Không phải vẫn ngoan ngoãn nhượng bộ sao? Cho dù thằng nhóc kia có phải là thuộc hạ của một ông chủ trong thành phố, thì làm sao? Đợi lát nữa, tao sẽ dẫn mày đi tìm nó tính sổ. Gã vừa dứt lời một tên đàn em chạy vào với khuôn mặt sốt ruột và hét lên, anh Ngưu, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện rồi. Mẹ kiếp, vào mà không gõ cửa à? Ai dạy mày quy tắc đấy? Ở đây có thể xảy ra chuyện gì được? Lôi Ngưu tức giận, đập chai rượu trên bàn trà, rồi ném phần chai vỡ vào chân tên đàn em kia, khiến chai rượu vỡ nát. Tên đàn em vội vàng quỳ xuống và hét lên, anh Ngưu, thật sự đã xảy ra chuyện. Có hai người xông vào làm bị thương những người anh em ở tầng 1. Bọn họ sắp lên đây rồi, Lôi Ngưu nghe xong, mặt biến sắc lộ ra vẻ lạnh lùng u ám, tức giận quát, mày nói cái gì? Có người dám tới đập phá thiên thượng nhân gian, địa bàn của Lôi Ngưu tao sao? Chỉ có hai người à, có thể đánh bại tất cả chúng mày. Vâng, tên đàn em sững sờ, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, gật đầu đáp một tiếng. Đồ vô dụng, chỉ biết ăn, ngày thường tao dạy chúng mày thế nào? Người đâu? Lôi Ngưu tức giận quát, sắc mặt hung dữ, những người phụ nữ nóng bỏng xung quanh gã cũng khôn ngoan đứng sang một bên. Mày chính là Lôi Ngưu à?
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên từ cửa. Lôi Ngưu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo hướng đó, liền thấy hai người nghênh ngang đi vào, còn rất trẻ tuổi. Lúc vừa nhìn thấy hai người này, Lôi Ngưu trợn tròn mắt, cảm nhận được khí thế mãnh liệt từ trên người của cả hai. Anh Đao đứng sau Lôi Ngưu vừa nhìn thấy hai người lập tức chỉ vào bọn họ, vẻ mặt tức giận gầm lên, anh Ngưu. Chính là bọn chúng đánh gãy tay em, đánh thương đàn em của em. Bốp, Lôi Ngưu xoay người, tát thẳng vào mặt anh Đao một bạt tai, quát, tao không có mắt sao. Cút sang một bên, gọi tất cả anh em lên đây cho tao. Anh Đao vội vàng cúi đầu, che gò má sưng tấy, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm vài dãy số. Sau đó, Lôi Ngưu quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trên ghế sofa, nhìn Tiêu Chính Văn và Long Nhất trước mặt, hắng giọng hỏi, thằng nhóc, có phải là mày đánh người của tao không? Là tao. Tiêu Chính Văn điềm nhiên trả lời, đứng trước mặt Lôi Ngưu, hai tay đút túi quần. Lôi Ngưu cười ha hả, nói, rất tốt, có khí phách, chúng mày biết đây là nơi nào không? Có biết Lôi Ngưu tao là ai không? Ai bảo chúng mày đến đây? Tiêu Chính Văn bình tĩnh trả lời, đương nhiên là biết, đây là địa bàn của Lôi Ngưu mày, Lôi Ngưu mày là ông trùm đứng đầu khu phát triển mở rộng. Biết mà chúng mày còn dám động đến địa bàn của tao, lại chỉ có hai người, muốn chết à? Lôi Ngưu tức giận, ánh mắt lạnh tanh, quát, nói cho tao biết, ai đứng sau chúng mày thì có lẽ tao có thể cho chúng mày chết toàn thây. Vừa dứt lời, trên hành lang ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân kinh thiên động địa. Đúng lúc này, mấy chục chiếc ô tô màu đen lao tới đậu trước cửa câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian. Cửa xe đóng sầm lại, từng người cầm trên tay gậy sắt và dao găm nhảy xuống khỏi xe. Có đến hơn 100 người, đông như cào cào, xông vào câu lạc bộ. Đáng sợ hơn là đám côn đồ gần đó cũng nối tiếp nhau kéo vào. Trong phòng bao, mười mấy tên côn đồ đã cầm trong tay gậy sắt và dao phay, đứng vây kín phòng bao. Long Nhất bình tĩnh nhìn quanh một lượt, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị tốt tư thế chiến đấu. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói, sau lưng tao không có ai cả, là tao tự đến tìm mày. Lôi Ngưu nghe xong, nhướng mày nhếch miệng cười hỏi, thằng danh, tao từng đắc tội với mày sao? Không. Tiêu Chính Văn đáp, vậy sao mày tới tìm tao, còn đánh người của tao bị thương, động đến địa bàn của tao. Vẻ mặt Lôi Ngưu lập tức trở nên cực kỳ lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Bởi vì Cố Lạc Sinh. Tiêu Chính Văn đáp, rút một điếu thuốc trong túi quần ra châm lửa, bình tĩnh đứng trong phòng bao rít một hơi. Cố Lạc Sinh, ha ha, mày tới đây vì tên phế vật đó sao? Hay lắm. Theo tao được biết thì Cố Lạc Sinh không có người thân hay bạn bè gì, mày là ai, tại sao giúp ông ta? Chẳng lẽ, mày không sợ tao giết mày? Lôi Ngưu lạnh lùng hỏi. Hàng chục tên côn đồ lập tức cầm chắc gậy sắt và dao phay sáng chói, toàn thân toát ra luồng sát khí lạnh băng, sẵn sàng xông lên chém chết hai người này bất cứ lúc nào. Tao tên là Tiêu Chính Văn, gọi Cố Lạc Sinh một tiếng, bác, mặc dù ông ấy không phải người thân của tao, nhưng còn hơn cả người thân. Bọn mày chèn ép áp bức ông ấy suốt 5 năm qua, lần này tao tìm mày để đòi lại công bằng cho ông ấy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, bỗng chốc bầu không khí lạnh như băng tỏa ra bốn phía. Đợi đã, mày nói, mày là Tiêu Chính Văn sao? Lôi Ngưu cau mày, đột nhiên phản ứng lại. Chương 312, mày có mấy cái mạng? Sau đó, Lôi Ngưu bật cười, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Nói, mày chính là con chó hoang Tiêu Chính Văn của nhà họ Tiêu 5 năm trước đấy à? Nghe thấy thế, Tiêu Chính Văn nhướng mày, sát khí giữa đôi lông mày bộc phát ra không chút che giấu. Thằng nhãi, tao đếch bao giờ nghĩ một con chó hoang như mày lại dám tới đây đòi công lý cho cái lão rác rưởi năm xưa đó. 5 năm trước, nhà họ Tiêu chúng mày đúng là rất có thế lực, là gia tộc đứng đầu Tu Hà. Ngày ấy... Tao vẫn chỉ là một tên côn đồ nhưng cũng có biết đến uy danh đại thiếu gia nhà họ Tiêu mày đấy. Nhưng bây giờ nào có phải 5 năm trước, Tiêu Chính Văn mày cũng chỉ là một con chó hoang, một thằng rác rưởi mà thôi. Mày còn dám chạy tới chỗ tao đập phá, mày muốn chết à? Lôi Ngưu gầm lên, khí thế hung hãn trên người khiến cho không khí xung quanh vô cùng áp lực. Ha ha, một thằng không ra gì cũng dám tới địa bàn của anh Ngưu bọn tao đập phá. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh Đao đứng ở bên cạnh hăm dọa, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, dọa người.
Dường như gã đang mường tượng cảnh Tiêu Chính Văn bị đè xuống đất, đánh gãy chân gãy tay, khóe miệng bất giác lộ ra một tia giễu cợt tàn nhẫn. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu liếc nhìn vẻ mặt ngông cuồng của anh Đao, nói, xem ra bẻ một bên tay của mày, chưa đủ để mày nhớ kỹ đúng không? Mẹ kiếp, mày nói cái gì, mày muốn chết à? Anh Đao tức giận xông ra, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn mà chửi. Nhưng, rắc, Tiêu Chính Văn đưa tay lên, dùng sức bóp chặt ngón tay của anh Đao, rồi bẻ cong ngón tay gã một góc 90 độ, khiến nó gãy hẳn. A, 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 ngón tay của tao, đau, đau, đau quá, mày buông ra ngay. Anh Đao lập tức hét lên một tiếng, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, gầm lên, đây là địa bàn của anh Ngưu. Nếu mày dám động vào tao, anh Ngưu chắc chắn sẽ khiến mày tàn phế. Quỳ xuống. Tiêu Chính Văn hét lên, anh giơ chân lên, đá thẳng vào đầu gối của anh Đao. Bịch một tiếng. Anh Đao quỳ rạp dưới đất, đầu gối khuỵu mạnh xuống, rắc, đầu gối dường như vỡ vụn. A a a. Trong nháy mắt, anh Đao hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết, anh Ngưu, cứu em với. Anh giết nó đi, giết nó đi. Khi Lôi Ngưu nhìn thấy cảnh này, gã lập tức nổi cơn điên. Thằng Tiêu Chính Văn này thật sự dám phế thuộc hạ của gã ngay trước mặt gã. Đây là một sự sỉ nhục. Là vả vào mặt gã. Mẹ kiếp, mày muốn chết đúng không? Chúng mày xông lên hết cho tao, chặt đứt tay chân nó. Lôi Ngưu gầm lên. Đột nhiên, 7, 8 tên côn đồ cầm dao phay lao về phía Tiêu Chính Văn, nhằm vào cánh tay và đùi của anh mà chém tới. Nhưng, một giọng nói tựa như sấm sét vang lên giữa bầu trời, bao trùm tất cả, kẻ nào dám bất kính chính là tội chết. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người này, bóng người Long Nhất khẽ động, lập tức biến thành một bóng người màu đen. Mà 7, 8 tên côn đồ đang lao về phía Tiêu Chính Văn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng chỉ cảm thấy tay mình như đứt lìa, máu văng tung tóe. Chỉ trong chốc lát, cánh tay của 7, 8 tên côn đồ này đều bị chém đứt lìa vai. A, à, tay của tao! Máu, máu! Đám người gào thét thảm thiết, tất cả đều nắm chặt cánh tay đẫm máu, kinh hãi quỳ dưới đất. Còn Long Nhất đằng đằng sát khí, tay cầm một con dao phay vừa giật được, đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc ấy, Lôi Ngưu cũng run rẩy, sợ mất hồn mất vía, gã đã bị thân thủ kinh người của Long Nhất làm cho kinh hãi không thôi. Cánh tay của 7, 8 tên côn đồ đều bị chém đứt lìa vai trong nháy mắt. Sức mạnh đáng sợ này không thể tưởng tượng nổi. Nhất thời, toàn bộ thuộc hạ của Lôi Ngưu đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng ngay giây tiếp theo, Lôi Ngưu nổi giận đùng đùng, chỉ vào Tiêu Chính Văn và Long Nhất, gầm lên, phế cả hai chúng nó cho ta. Một cánh tay, 1 triệu tệ. Một chân, 2 triệu tệ. Một mạng, 5 triệu tệ. Lôi Ngưu điên tiết. Dưới sự kích thích của Lôi Ngưu, đám tên côn đồ đang đứng trong phòng bao và cả bên ngoài cửa hai mắt đỏ ngầu, chúng giống lên, lao về phía Tiêu Chính Văn. Phế chúng nó đi. 5 triệu tệ, 5 triệu tệ là của tao. Giết chúng nó. Trong phút chốc, tiếng hét giết chóc vang lên ầm ĩ. Hàng chục tên côn đồ cầm dao phay và gậy thép xông vào cửa, như một đám châu chấu, bao vây Tiêu Chính Văn và Long Nhất. Bùm! Ngay lúc đó, toàn thân Long Nhất bộc phát sát khí cực kỳ hung hãn, nồng đậm thấu trời. Sức mạnh của chiến thần cấp 4 sao trực tiếp bộc phát khiến cho đám người sững sờ. Trong khoảnh khắc, hàng chục tên côn đồ kia như nhìn thấy thần chết, tất cả đều chết sững tại chỗ. Khí thế kinh hoàng và đáng sợ quá. Sát khí mạnh mẽ này tựa như Tu La đang bước ra từ biển xác. Cả người Lôi Ngưu run lên, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, hai chân cũng mềm nhũn ra. Hai mắt gã nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Từ trước đến nay, gã mới chỉ chứng kiến sát khí và khí thế kinh khủng như vậy từ một người. Đó là vệ sĩ thân cận của ông lớn phía sau gã. Là một binh vương cấp 4 sao. Là nhân vật có thực lực đỉnh cao trên thế giới này mà Lôi Ngưu biết đến. Nhưng tại thời điểm này, Lôi Ngưu rõ ràng cảm giác được, ngay cả nhân vật lớn binh vương cấp 4 sao kia so với sát khí của Long Nhất trước mặt này, bé khác nào một con kiến đâu cơ chứ. Khí thế của Long Nhất phải hơn gấp mấy chục lần binh vương cấp 4 sao đó. Kinh khủng quá! Đầu óc Lôi Ngưu lập tức trở nên trống rỗng. Đồng thời, gã cũng nhận ra hôm nay gã đã đắc tội một nhân vật không nên đắc tội. Chỉ khi hai người này chết đi, gã mới có cơ hội sống sót. Vì vậy, Lôi Ngưu căng thẳng,
kích động hét lên, giết. Giết hết cho tao, 10 triệu tệ, 10 triệu tệ mua mạng của chúng nó. Tuy nhiên, khi gã vừa dứt lời, một tiếng gầm giận dữ vang lên khắp phòng bao. Dám mua mạng anh Tiêu, mày muốn chết đúng không? Ngay sau đó, đám thuộc hạ đông đúc đứng ở cửa của Lôi Ngưu đều bị đá bay vào phòng bao. Đám đông đang hóng hớt nhìn qua, bỗng thấy Trịnh Thiên Thái cùng một đám đàn em mặc vest đen xông vào. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang và phòng bao đều là người của Trịnh Thiên Thái. Đồng thời, tại cửa của Thiên Thượng Nhân Gian, hàng trăm chiếc ô tô màu đen đã bao vây toàn bộ tòa nhà câu lạc bộ. Hàng trăm tên côn đồ mặc vest đen, lập tức phong tỏa tất cả, trực tiếp đụng độ với đám đàn em của Lôi Ngưu. Cảnh tượng hết sức gay cấn. Tuy nhiên, cuộc xung đột này rõ ràng đang nghiêng hẳn về một phía. Chỉ trong vòng 10 phút, toàn bộ người của Lôi Ngưu đều bị người Trịnh Thiên Thái dẫn tới khống chế. Cả câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian giờ phút này đã được người của Trịnh Thiên Thái đưa vào tầm kiểm soát. Tại phòng bao, nhìn thấy Trịnh Thiên Thái, Lôi Ngưu lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, Thiên gia. Sao ông lại tới đây? Lôi Ngưu đương nhiên biết Trịnh Thiên Thái, người đứng đầu thế lực ngầm Tu Hà. Tuy nhiên, Lôi Ngưu lại không phục Trịnh Thiên Thái, bởi vì khu vực phát triển mở rộng không thuộc thẩm quyền của Trịnh Thiên Thái. Trong khu vực phát triển mở rộng này, Lôi Ngưu mới là ông Hoàng. Vì vậy, khi nhìn thấy Trịnh Thiên Thái, Lôi Ngưu không có một chút kính trọng nào, lạnh lùng nói, tôi còn đang nghĩ xem người đứng sau chúng nó là ai, không ngờ lại là Thiên gia. Trịnh Thiên Thái lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Lôi Ngưu, mày nói sai rồi, tao không phải là người đứng sau anh Tiêu. Ngược lại, anh Tiêu mới là người đứng sau tao. Dứt lời, Trịnh Thiên Thái bước nhanh tới chỗ Tiêu Chính Văn, cúi người cung kính nói, anh Tiêu, tôi phải tập hợp nhân lực nên đến muộn mất, xin anh thứ lỗi cho. Chương 313, Công Tử Bàng ở Long Kinh. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Ngưu kinh hãi, đồng tử co lại, không khỏi hít sâu một hơi. Trịnh Thiên Thái, ông Hoàng thế giới ngầm Tu Hà, thực sự đang khom lưng trước mặt con chó hoang nhà họ Tiêu. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tiêu Chính Văn hờ hững gật đầu, nói cũng không muộn, vừa đúng lúc. Ngay sau đó, Trịnh Thiên Thái nói, anh Tiêu, tôi đã dẫn theo 400 anh em, tất cả đều là những thành viên cốt cán dưới trướng tôi. Hiện tại, Thiên Thượng Nhân Gian đã bị người của tôi khống chế. Ngoài ra, tôi còn cho những anh em khác bao vây địa bàn, công ty, sòng bạc ngầm và những nơi khác của Lôi Ngưu. Chỉ cần anh Tiêu nói, toàn bộ thế lực của Lôi Ngưu sẽ bị diệt trừ tận gốc khỏi Tu Hà này. Trịnh Thiên Thái không che giấu bất cứ điều gì, nói thẳng kế hoạch ông ta đã chuẩn bị. Ông ta biết nếu Tiêu Chính Văn muốn xử lý một người nào đó, cậu ấy chắc chắn sẽ diệt trừ tận gốc rễ. Hơn nữa, ông ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Nhưng, Lôi Ngưu nghe thấy lời này lại bật cười, nói Thiên gia, ông đang nói cái quái gì vậy? Ông muốn thế lực của Lôi Ngưu tôi biến mất khỏi khu phát triển mở rộng sao? Ông có biết mấy ông lớn ở khu thành phố các ông đã cử biết bao nhiêu người qua đây, nhưng kết quả ra sao chứ? Lúc đầu khi Lôi Ngưu nghe thấy những lời này của Trịnh Thiên Thái, trong lòng còn có chút bực bội. Tuy nhiên, ngay lập tức gã cảm thấy rất nực cười. Những tụ điểm giải trí, công ty dưới bàn tay Lôi Ngưu gã lên đến con số hàng trăm. Có thể dễ dàng trừ tận gốc gã sao? Huống hồ, nhiều năm qua, Lôi Ngưu đã kết giao với không ít với những ông lớn để nuôi dưỡng thế lực của mình. Những quan chức cấp cao trong khu phát triển mở rộng ít nhiều cũng có quan hệ lợi ích với Lôi Ngưu. Nếu có chuyện gì xảy ra với Lôi Ngưu, liệu đám người đó có trơ mắt đứng nhìn? Trịnh Thiên Thái quay lại, giữa hai lông mày tỏa ra luồng khí lạnh lùng, ông ta nhìn Lôi Ngưu rồi nói, Lôi Ngưu. Ngày trước, bọn tao nhường khu phát triển mở rộng cho mày là vì không muốn dây cả ra dây muống. Tất cả làm việc là vì lợi ích của mọi người và vì lợi ích của chính mày. Nhưng ngày hôm nay, đáng ra mày không nên đắc tội với anh Tiêu đã ra lệnh tiêu diệt mày, Trịnh Thiên Thái tao sẽ cố gắng hết sức tuân lệnh anh Tiêu. Được, được lắm, thật không ngờ đường đường là Thiên gia Tu Hà, một ông hoàng thế giới ngầm, mà cũng trở thành một con chó cho người khác sai bảo. Cái gì mà anh Tiêu, tôi thấy ông chém gió thì có. Ông tưởng tôi là một thằng nhãi 3 tuổi chắc. Lôi Ngưu tức giận, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, giống lên, A Toàn. Gọi người đi, đến Thiên Thượng Nhân Gian cho tao. Ừ, tất cả, gọi tất cả mọi người.
chúng ta sẽ khai chiến với Trịnh Thiên Thái. Một giọng nói cung kính vang lên ở đầu bên kia điện thoại, vâng, anh Ngưu. Em sẽ gọi tất cả anh em ngay lập tức, a. À. Mẹ kiếp, chúng mày là ai? Ai cho chúng mày xông vào đây hả? Mẹ chứ, đừng bắt tôi mà, tất cả cho tay lên đầu, ngồi xuống. Đây là cục thanh tra chấp pháp Thu Hà, tất cả các người đã bị bắt. Ngồi xuống, nếu không sẽ bị bắn ngay lập tức. Lôi Ngưu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sững sờ. Ngay sau đó, một âm thanh cực kỳ ồn ào vang lên trong điện thoại, còn có cả tiếng súng. Cùng lúc đó, một giọng nói cực kỳ uy nghiêm từ đầu bên kia điện thoại vang lên, Lôi Ngưu, tôi là Tổng Tư lệnh Tống Hậu Lượng thuộc Cục Thanh tra Tu Hà, hiện tại chúng tôi đã bắt toàn bộ người của anh rồi. Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Tống Hậu Lượng, Tổng Tư lệnh Tống Hậu Lượng của Cục Thanh tra Tu Hà á. Từ trước đến nay, Tống Hậu Lượng không ngừng diệt trừ các thế lực thế giới ngầm trong khu phát triển mở rộng. Lôi Ngưu này làm không biết bao nhiêu việc ác, thậm chí còn liên quan đến một số vụ giết người. Tuy nhiên, bởi vì không có chứng cứ kết luận, Tống Hậu Lượng cũng không dám tùy tiện bắt người. Nhưng hôm nay, anh ta đột nhiên nhận được cuộc gọi từ anh Tiêu, yêu cầu anh ta ra tay với Lôi Ngưu, đồng thời anh ta cũng nhận được thư từ chiến khu, đính kèm tất cả bằng chứng chứng minh Lôi Ngưu không tuân theo luật pháp, và cả cơ cấu tổ chức thế lực trong tay của gã. Chứng cứ rõ rành rành. Vì vậy, Tống Hậu Lượng lập tức điều hơn chục tiểu đội, tổng cộng hàng trăm lính tuần tra, đồng thời liên lạc với nhân sự của đại đội chống khủng bố của Tu Hà và 300 binh lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, toàn bộ vũ trang đầy đủ, lên súng đạn thật, xông thẳng vào khu phát triển mở rộng, bao vây 6 sản quyền anh thế giới ngầm của Lôi Ngưu. Giờ phút này, Lôi Ngưu hoàn toàn hoảng sợ. Toàn bộ người của gã đã bị bắt. Đây chính là tâm huyết của gã. Gã ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó nhanh chóng bấm vào một dãy số bí ẩn, lo lắng hét lên, công tử Bàng. Là tôi, Lôi Ngưu. Bên tôi có việc khẩn cấp, xin anh ra mặt giúp tôi với. Đây là chỗ dựa vững chắc nhất đứng đằng sau Lôi Ngưu. Một sự tồn tại với thế lực khổng lồ. Có thể nói, cậu ta là một nhân vật mà người khác rất kiêng kỵ nhắc đến. Công tử Bàng. Ngay cả Lôi Ngưu, cho đến ngày hôm nay, cũng không biết nguồn tài chính và quyền lực đằng sau công tử Bàng này lớn đến mức nào, căn bản không thể biết được. Công tử Bàng này mới chỉ đến Tu Hà một lần. Trong chính chuyến đi đó, công tử Bàng đã thể hiện chút bản lĩnh của mình, khiến Lôi Ngưu phục sát đất mà làm việc cho cậu ta. Bởi vì công tử Bàng này không phải đến từ Tu Hà, cũng không phải là người ở tỉnh, mà là người nhà họ Bàng ở Long Kinh. Nhà họ Bàng ở Long Kinh là một trong 8 đại gia tộc. Với nguồn tiền và quyền lực của mình, ở Long Kinh, nhà họ Bàng không khác nào ông trời. Công tử Bàng này là cháu út đời thứ 3 của nhà họ Bàng, và là cháu trai yêu quý nhất của lão Thái gia Bàng. Lão Thái gia Bàng này là một nhân vật đỉnh cao, tiếng tăm lừng lẫy trong cơ quan cầm quyền của Long Kinh. Đối với thế giới bên ngoài, lão Thái gia Bàng cũng được người đời gọi là Thái sư Bàng. Rõ ràng là thân phận của cụ ta quá nổi trội và tôn quý. Vì vậy, trong mắt Lôi Ngưu, chỉ cần công tử Bàng sẵn lòng giúp đỡ gã, đừng nói là Trịnh Thiên Thái hay Tống Hậu Lượng gì đó, thậm chí là Lý Trường Thắng, người giàu nhất Tu Hà, hay chủ tịch thành phố Tu Hà Tô Khởi Minh, cũng chả là cái gì cả. Bởi vì, một lời nói của công tử Bàng có thể quyết định chức chủ tịch thành phố của ông ta có giữ được hay không. Sức mạnh như vậy không cách nào đo lường được. Hơn nữa, tài sản riêng của công tử Bàng này đã lên đến hàng chục tỷ tệ. Cậu ta là một tồn tại ngoài sức tưởng tượng. Lôi Ngưu, sao anh hoảng loạn như vậy chứ? Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngả ngớn, xen lẫn chút thần bí. Dường như xung quanh có tiếng nhạc ồn ào, và tiếng cười đùa lẳng lơ của phụ nữ. Lôi Ngưu liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Thái và Tiêu Chính Văn đầy lạnh lùng, nhanh chóng nói, công tử Bàng, Trịnh Thiên Thái đã ra tay rồi. Còn có một kẻ không biết trời cao đất dày nữa. Trịnh Thiên Thái rất kính trọng nó, chính thằng đấy muốn diệt tận gốc thế lực của tôi ở khu phát triển mở rộng. Vài phút trước, địa bàn của tôi và cả anh em tôi đều bị người của Cục Thanh tra Tu Hà khống chế rồi. Công tử Bàng, anh nhất định phải cứu tôi đấy. Người đàn ông mà Trịnh Thiên Thái phải kính nể sao? Có chút thú vị, hắn tên gì? Công tử Bàng lạnh lùng cười. Lôi Ngưu vội vàng nói, công tử Bàng. Tên nó là Tiêu Chính Văn, con chó hoang của nhà họ Tiêu đã bị diệt vong 5 năm trước ở Tu Hà.
Tôi không hiểu tại sao Trịnh Thiên Thái lại đối xử với nó một cách tôn trọng như vậy. Vậy chẳng phải hắn là một thằng vô dụng sao? Anh đến cả một thằng vô dụng như thế còn không đối phó được. Hiển nhiên công tử Bàng rất bực mình, giọng điệu của cậu ta trở nên lạnh lùng lạ thường. Tôi, công tử Bàng, không phải là tôi không đối phó được với thằng rác rưởi đấy, mà là Trịnh Thiên Thái bên cạnh nó ấy chứ, và cả tổng tư lệnh Tống Hậu Lượng thuộc cục thanh tra, tôi không dám chống lại, Lôi Ngưu nói. Ừ, anh đưa điện thoại cho tên Tiêu Chính Văn đó đi, công tử Bàng bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lôi Ngưu như được trấn an, gã lập tức đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khiêu khích. Tiêu Chính Văn, công tử Bàng muốn gặp mày. Chương 314, người đàn ông đó, thái độ hết sức kiêu căng và ngạo mạn. Bây giờ Lôi Ngưu cảm thấy mình như đang đứng trên mây, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển vận mệnh của người khác. Bởi vì, phía sau gã chính là công tử Bàng ở Long Kinh. Có công tử Bàng chống lưng, gã sợ cái khỉ gì chứ? Trịnh Thiên Thái, Tống Hậu Lượng, tất cả đều là rác rưởi, là thứ vô dụng. Lôi Ngưu bây giờ rất kích động. Gã nóng lòng muốn chỉ thẳng vào mũi Trịnh Thiên Thái mà mắng ông ta, bắt ông ta quỳ xuống cầu xin gã tha mạng. Công tử Bàng ra mặt khiến suy nghĩ trong lòng Lôi Ngưu ngày một ngông cuồng hơn. Tại sao không tận dụng ngày hôm nay để nuốt trọn thế lực của Trịnh Thiên Thái chứ? Vậy thì Lôi Ngưu gã chẳng phải sẽ là ông hoàng thế giới ngầm tu hà sao? Tiêu Chính Văn điềm tĩnh cầm lấy điện thoại, đầu dây bên kia lập tức vang lên điệu cười khinh khỉnh, nghe Lôi Ngưu nói, mày là một con chó hoang của nhà họ Tiêu ở tu hà, muốn nhổ tận gốc thế lực trong khu phát triển mở rộng của anh ta. Giọng nói ngông cuồng, không giống như đang hỏi, mà mang ý mỉa mai và khinh thường. Cả phòng bao lúc này lắng như tờ. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống tới mức đóng băng, bởi vì người của Lôi Ngưu và Trịnh Thiên Thái đang đối đầu nhau. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, bình tĩnh nói, Bàng Vũ Long. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, rồi bật cười đầy lạnh lùng, ồ, có chút thú vị. Không ngờ một con chó còn con của nhà họ Tiêu ở tu hà như mày cũng biết Bàng Vũ Long tao hà. Mày là ai, kiêu căng, ngạo mạn, vô lễ. Tiêu Chính Văn khẽ nhếch miệng, nở nụ cười xấu xa, nói, Bắc Lương. Cộp, gần như ngay lập tức, điện thoại đã bị cúp máy. Tiêu Chính Văn hơi sửng sốt, không ngờ thằng nhãi này lại quyết đoán như vậy. Quả quyết đến mức Tiêu Chính Văn có chút không dám tin. Sau 3 năm, thằng nhãi này vẫn sợ mình như vậy. Cùng lúc đó, trong một biệt thự tư nhân sang trọng ở Long Kinh, nơi đang tổ chức một bữa tiệc hồ bơi ngoài trời, hơn nữa còn mời một DJ đẳng cấp thế giới, tiếng nhạc ồn ào vang khắp nơi. Bữa tiệc toàn là thế hệ giàu có thứ hai của Long Kinh, ở cửa biệt thự đỗ đầy xe sang. Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, GTA, hãng xe nào cũng có. Nhìn xung quanh, trong bể bơi, và cả bên cạnh đám thế hệ giàu có thứ hai, toàn là các cô gái xinh đẹp, kiều diễm, vóc dáng nóng bỏng, đang không ngừng đu đưa, nhún nhảy. Vào lúc này, một anh chàng điển trai tựa như ngôi sao nổi tiếng thuộc thế hệ giàu có thứ hai, đang thưởng thức rượu ngon, xung quanh có 5, 6 cô gái mặc đồ bơi bikini gợi cảm. Đeo kính dâm vây quanh, nhưng lúc này gương mặt cậu ta lại vô cùng sợ hãi, hốt hoảng. Bàng Vũ Long sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bắc Lương! Mẹ kiếp chứ, sao có thể là Bắc Lương? Người đàn ông đó đang ở tu hà, trên địa bàn của Lôi Ngưu. Một tiếng kêu mẹ kiếp của Bàng Vũ Long, khiến đám thế hệ giàu có thứ hai và các cô gái trong bữa tiệc đều nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Thiếu gia Bàng, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ da trắng nõn với đường cong tuyệt đẹp, ôm cổ Bàng Vũ Long rồi cưỡi lên người cậu ta. Bàng Vũ Long thẳng tay đẩy người phụ nữ ra và hét lên, cút ngay. Người phụ nữ ngã xuống đất, tức giận mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lúc này, Bàng Vũ Long ấn gọi lại số cũ, dường như để xác nhận suy đoán của mình. Ngay sau đó, điện thoại đã được kết nối, vẫn là giọng nói đã biến mất từ lâu ấy, vô cùng quen thuộc. Lạnh lùng cất lên, nhớ ra tôi rồi sao? Chết tiệt! Khoảnh khắc ấy, Bàng Vũ Long muốn chết luôn cho rồi, trong lòng rối như tơ vò. Thực sự là người đàn ông đó. Ai ai cũng nói Bàng Vũ Long ngông cuồng ngang ngược, là một trong 8 thiếu gia của Long Kinh, vô cùng kiêu ngạo. Bàng Vũ Long đến từng này tuổi có thể nói là chưa từng sợ ai ở thủ đô, cậu ta là một công tử nhà giàu thế hệ thứ hai điển hình. Hơn nữa,
cậu ta còn là một nhân vật mà đám thế hệ giàu có thứ hai bình thường không có cửa so sánh. Chính vì thế lực và danh vọng của nhà họ Bàng ở Long Kinh. Tuy nhiên, trong 20 năm cuộc đời của Bàng Vũ Long, chỉ có một người đàn ông duy nhất khiến cậu ta vô cùng sợ hãi. Đó là người đàn ông đang ở đầu bên kia của điện thoại. Anh ấy chính là một cơn ác mộng đối với Bàng Vũ Long. Vua Bắc Lương. Người đàn ông này, chỉ cần nhẹ nhàng nói hai từ Bắc Lương đã khiến Bàng Vũ Long sợ chết khiếp. Kiêu ngạo. Ngang ngược, bát thiếu của Long Kinh. Xin lỗi đi, trước mặt người đàn ông đó, bọn họ chỉ là em trai mà thôi. Hơn nữa còn là em trai của em trai. Trên thế giới này, không ai có thể khủng bố và đáng sợ hơn người đàn ông đó. Người đàn ông đó đã từng là bát thiếu của Long Kinh, thậm chí, anh ấy còn là nỗi kinh hoàng đối với đám thiếu gia hay thiên kim giàu có ở thành phố này. Thậm chí, họ còn không dám xì xào bàn tán về người đàn ông đó. Chỉ vì năm xưa khi Tiêu Chính Văn ở Long Kinh, Bàng Vũ Long đã xúc phạm anh, cậy nhà họ Bàng ở Long Kinh có quyền có thế, nên cậu ta không coi ai ra gì cả. Nhưng sau đó thì sao? Tiêu Chính Văn đã huy động 100.000 quân Bắc Lương, canh gác 6 cửa của Long Kinh, trực tiếp phong tỏa Long Kinh. Mà toàn bộ nhà họ Bàng lại nằm giữa mắt bão, bị binh lính Bắc Lương bao vây. Gia chủ của nhà họ Bàng năm ấy cũng chính ông nội của Bàng Vũ Long, một nhân vật vĩ đại được gọi là Thái Sư Bàng, đã phải đích thân dẫn theo toàn bộ 110 mấy người nhà họ Bàng, và cả Bàng Vũ Long, quỳ ở trước cửa tứ hợp viện của Tiêu Chính Văn. Xin chịu tội. Chương 315, anh Chính Văn. Vào thời điểm đó, để xoa dịu cơn giận của Tiêu Chính Văn, lão Thái gia Bàng đã đánh gãy một chân của Bàng Vũ Long không chút thương tiếc. Chỉ vì Tiêu Chính Văn nói, nếu các người không đánh gãy chân cậu ta để đền tội, vậy thì nhà họ Bàng ở Long Kinh này không cần tồn tại nữa. Bát đại gia tộc của Long Kinh cũng có thể đổi tên thành thất đại gia tộc. Câu nói này ngay lập tức gây ra trận động đất mạnh 8 độ Richter ở Long Kinh. Nguyên 100 mấy chục người nhà họ Bàng đều lần lượt quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, cầu xin tha mạng. Cảnh tượng ấy quá mức chấn động, quá mức khoa trương. Lúc này Bàng Vũ Long hết sức hoảng loạn, cả người cậu ta ớn lạnh. Cậu ta nín thở, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, mãi mới nói được một câu, anh Chính Văn, đúng là anh sao? Đầu bên kia điện thoại, Tiêu Chính Văn rất bình tĩnh nói, là tôi, sao nào? Nghe giọng của tôi cũng không đến mức bị dọa sợ hãi thành thế này chứ. Anh Chính Văn, anh đừng nói đùa nữa, anh là đại ca của em mà, sao em lại sợ anh chứ, em nhớ anh còn không đủ nữa. Bàng Vũ Long lau mồ hôi, nhếch mép, cố dặn ra nụ cười giả tạo, xem lẫn hoảng sợ. Đừng nói nhảm nữa, Lôi Ngưu là người của cậu, Tiêu Chính Văn hỏi, đồng thời nhìn về phía Lôi Ngưu đã tái mặt. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa, đặt điện thoại lên bàn trà, đồng thời bật chế độ loa ngoài để toàn bộ người trong phòng bao đều có thể nghe thấy. Lôi Ngưu là người của em, anh Chính Văn, anh ta chọc giận anh sao? Anh cho anh ta biết tay đi, nhất định phải dạy anh ta một bài học. Lôi Ngưu là một thằng ngu, ngu hết thuốc chữa. Anh Chính Văn, anh nghe em nói, chỉ cần anh muốn, anh đánh chết anh ta luôn cũng được. Nếu anh không muốn ra tay, sợ tay bẩn thì em trai làm thay anh luôn. Em lập tức cho người đến Tu Hà dìm anh ta xuống sông. Tiếng gầm giận dữ của Bàng Vũ Long vang lên. Lúc này, khi Lôi Ngưu nghe thấy âm thanh từ loa ngoài, gã sợ tới mức cả người ướt đẫm mồ hôi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Người chống lưng duy nhất của gã công tử Bàng, không gì là không làm được, một tay che trời, thực sự muốn gã chết để lấy lòng Tiêu Chính Văn trước mặt. Đây không phải là điều đáng sợ nhất, mà khủng bố hơn cả là thân phận của Tiêu Chính Văn. Công tử Bàng cực kỳ sợ Tiêu Chính Văn. Tên này không phải là con chó hoang của nhà họ Tiêu ở Tu Hà sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Lôi Ngưu đơ luôn rồi, hai chân mềm nhũn ngã xuống, ngồi phịch trên mặt đất, sắc mặt gã tái nhợt, trong lòng không ngừng tự nhủ Tiêu đời rồi. Gã hoa mày chóng mặt, hơi thở trở nên rất gấp gáp cứ như bị rút hết sức lực. Điện thoại đã cúp máy. Cả phòng bao lặng như tờ. Đám đàn em của Lôi Ngưu đều im lặng, không thấy anh Ngưu bị bỏ rơi đấy à. Giây tiếp theo, đám người đều bỏ vũ khí và quỳ trên mặt đất. Người của Trịnh Thiên Thái cũng ngay lập tức xông lên, khống chế toàn bộ. Phịch, Lôi Ngưu quỳ rạp trước mặt Tiêu Chính Văn, không ngừng dập đầu xin tha, anh Tiêu, xin anh giơ cao đánh khẽ, cho tôi một con đường sống.
Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Chỉ cần anh Tiêu tha cho tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa, làm chó cho anh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc mắt một cái, nói tao cũng không cần một con chó như mày. Dứt lời, anh quay sang nói với Trịnh Thiên Thái, ông giải quyết chuyện ở đây đi. Vâng, anh Tiêu, Trịnh Thiên Thái cung kính đáp, trong lòng vui không tả nổi. Sau này, địa bàn và hoạt động kinh doanh của khu vực phát triển mở rộng sẽ là của ông ta rồi. Ai bảo ôm chân ông lớn không tốt chứ? Đây chính là lợi thế. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay người, rời khỏi câu lạc bộ với Long Nhất. Vừa đi ra ngoài, anh liền nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan, giọng nói đầu bên kia khá sốt sắng, nói Tiêu Chính Văn, có một lô thiết bị của nhà máy quân sự gửi đến đây, anh nhờ người ta à? Em nhận được rồi sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười, không ngờ từ Kiêu Long lại có thể làm mọi việc với tốc độ nhanh như vậy. Em nhận được rồi, nhưng có một nhóm người đến đây, nhốt bọn em ở trong nhà máy, không cho bọn em vận chuyển thiết bị, hơn nữa họ còn làm nhiều công nhân bị thương, phải làm sao bây giờ? Khương Vi Nhan lo tới mức bật khóc. Tiêu Chính Văn vẫn có thể nghe thấy âm thanh cãi nhau và đánh nhau ồn ào ở chỗ cô qua điện thoại di động. Con danh, mày còn dám gọi điện thoại báo tin ra ngoài. Ông đây chơi mày chết. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói hung bạo, xông lên cho tao. Chói đám gái đó lại, vừa hay, ông đây cũng đang thèm. A, buông tôi ra, Tiêu Chính Văn, cứu em, a, không, các người cút đi. Sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống đất, và cả tiếng hét của Khương Vi Nhan. Bùm, cơn giận của Tiêu Chính Văn lập tức bùng nổ, sát khí thấu trời, hét lên, mau. Quay lại nhà máy Thiên Tường, chương 316, không biết sống chết ra sao. Vừa khéo khoảng cách giữa nhà máy Thiên Tường và khu phát triển mở rộng không xa lắm, Tiêu Chính Văn cũng chỉ mất có 10 phút để đi đến nơi. Lúc này đã có một đám côn đồ cầm gậy và dao găm tụ tập bên ngoài nhà máy Thiên Tường, khí thế vô cùng hung hãn. Bọn chúng còn dùng vài chiếc xe tải và đủ loại đồ vật khác nhau để chặn cửa chính của nhà máy lại, hoàn toàn không cho ai ra vào. Tiêu Chính Văn vội vã xông vào trong. Mười mấy tên côn đồ đang hút thuốc nói cười trước cửa chính nhìn thấy anh muốn bước vào thì lập tức cầm gậy lên, chỉ vào anh mà quát tháo, mẹ kiếp. Mày là ai? Không nhìn thấy nhà máy đóng cửa hay gì? Mau cút đi cho tao. Nhưng mà... Trả lời hắn là cú đấm thép của Tiêu Chính Văn. Bốp! Cú đấm này khiến tên côn đồ hung hăng vênh váo kia văng ra xa, rầm một tiếng, hắn ngã lên trên thùng hàng của một chiếc xe tải. Toàn bộ thùng hàng bị va vào tạo thành vết lõm hình người. Mắt của tên côn đồ trợn tròn, máu me be bét, nằm bất động trên vũng máu của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám côn đồ còn lại cũng phẫn nộ hét lên, mẹ kiếp. Dám đánh anh em của bọn tao sao? Muốn chết hả? Giết nó luôn đi. Ngay lập tức, mười mấy tên côn đồ đang canh gác ở cửa liền vung gậy và dao trong tay lên, xông về phía Tiêu Chính Văn. Không biết tốt xấu. Tiêu Chính Văn khẽ mắng, cả người liền toát ra sát khí hừng hực, uy nghiêm giống như mãnh hổ xuống núi, xông thẳng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy tên côn đồ đã bị đánh bay lộn nhào, ngã rầm rầm lên trên xe tải và trước cửa chính nhà máy, toàn bộ đều nôn ra máu, kêu rên không ngừng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn rồi xông thẳng vào trong nhà máy, từ xa đã nhìn thấy một đám người đang đánh đập công nhân nhà máy. Lúc này, khắp người mười mấy công nhân kia đã toàn là máu, bị đè xuống đất và đánh đập điên cuồng. Gã đàn ông cầm đầu đang lôi kéo Khương Vi Nhan, muốn kéo cô vào bên trong nhà máy. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông thẳng đến và gào lên, mày muốn chết à? Rầm. Gã đàn ông lôi kéo Khương Vi Nhan vẫn còn chưa kịp hiểu gì đã cảm thấy có một trận gió mạnh như vũ bão tạt vào người mình. Ngay sau đó, một bàn chân to lớn đá mạnh vào bụng hắn. Bụp. Gã đàn ông bị đá văng ra xa, rầm một tiếng, hắn ngã ngửa lên trên đống vật liệu đặt bên trong nhà máy. Ngay lập tức, đống vật liệu bị đổ và đè thẳng lên người hắn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đang có mặt đều cảm thấy kinh ngạc. Mấy tên côn đồ gây rối đánh người kia hít sâu một hơi khí lạnh, sững sờ tại chỗ, ngơ ngác quan sát tất cả những gì diễn ra trước mắt. Khương Vi Nhan ngã dưới đất. Nhìn Tiêu Chính Văn vừa xuất hiện trước mặt mình giống như một chiến thần từ trên trời xuống, hai mắt ngân ngấn nước, lập tức lao đến ôm lấy anh, sợ hãi ấm ức vừa khóc vừa nói, hu hu hu, Chính Văn, cuối cùng anh cũng tới rồi,
em sợ lắm. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ nhẹ lưng Khương Vi Nhan, an ủi, ổn rồi, không sao, anh đến rồi đây, chỗ này cứ giao cho anh nhé. Nghe vậy, Khương Vi Nhan liền buông Tiêu Chính Văn ra nhưng vẫn rất sợ hãi mà trốn sau lưng anh, dè dặt nói, anh thật sự không sao chứ. Mấy người bọn chúng quá hung hăng thô bạo, đánh bị thương rất nhiều công nhân của chúng ta, còn đập hỏng không ít thiết bị. Tiêu Chính Văn giơ tay lau những giọt nước mắt long lanh còn đọng nơi khóe mắt của Khương Vi Nhan, nói, không sao, bao nhiêu người đi nữa thì em cũng không cần phải sợ, có anh ở đây. Em tới chăm sóc mấy công nhân kia trước đi. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn đang rất nghiêm túc bằng đôi mắt ngấn lệ, lặng lẽ gật đầu, sau đó đi sang bên cạnh chăm sóc những công nhân bị đánh trọng thương cùng với những công nhân khác. Lúc này, xung quanh có đến 30-40 tên côn đồ cầm gậy và dao, hung ác vây chặt lấy Tiêu Chính Văn. Bọn chúng, người nào người nấy trông cũng rất tàn ác và thô bạo, hoàn toàn là bọn lưu manh côn đồ. Mấy tên côn đồ cũng ngay lập tức xông đến bên đống vật liệu để lôi gã đàn ông bị đè lên kia ra. Anh Tài, anh Tài, anh không sao chứ? Mẹ kiếp, dám đá anh Tài của bọn tao. Mẹ mày, muốn chết à? Đám người này giơ côn và dao trong tay lên chỉ vào Tiêu Chính Văn mà gào thét. Cùng lúc này, anh Tài kia cũng ôm lấy bụng, vẻ mặt tái mét, nôn ra toàn bộ bữa ăn đêm qua, chỉ vào Tiêu Chính Văn, loạng choạng đứng lên mắng chửi, mày, mẹ kiếp. Mày là ai? Dám động tay với ông đây, mày chán sống rồi à? Tiêu Chính Văn nhìn anh Tài đang được mấy người dìu đỡ, cười khẩy nói, tao còn chưa hỏi bọn mày là ai mà mày lại hỏi tao trước rồi. Ai sai chúng mày đến đây? Câu hỏi lạnh lùng tựa như tiếng sấm vang rền khắp cả nhà máy. Anh Tài kia nghe thấy vậy thì đẩy mấy tên đàn em bên cạnh ra, ôm lấy bụng, khóe mắt lóe lên vẻ căm hận, nói, mày muốn ra mặt thay cô em này à? Mày là ai? Tao là chồng của cô ấy, Tiêu Chính Văn đáp lời. Ngay lập tức, anh Tài bật cười, cười đến mức nghiêng ngả, khóe miệng mỉa mai, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, mày là chồng của cô em kia sao? Mày chính là tên vô dụng chỉ biết ăn bám Tiêu Chính Văn à? Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cau mày lại, nhổ nước bọt nói, mày đang tạo thêm nghiệp chướng cho bản thân đấy. Hừ, mẹ kiếp, vẫn còn giả vờ giả vịt. Mày còn có thể giết được ông đây hay sao? Anh Tài mắng mỏ, thằng nhóc, mày phải trả 1 triệu tệ cho cú đá vừa nãy, mày có phục không? Nếu không phục thì bây giờ tao sẽ đánh mày tàn phế luôn. Tiêu Chính Văn nhún vai, nói, chỉ là 1 triệu tệ thôi mà, tao cho mày 10 triệu tệ. Ý gì đây? Anh Tài ngơ ngác. Hắn chưa từng gặp kẻ nào ung dung như vậy, cái tên này bị ngu hay gì? Nhưng một giây sau, hắn đã hiểu rõ ẩn ý của Tiêu Chính Văn. Bộp, Tiêu Chính Văn giơ chân lên đá bay anh Tài thêm lần nữa. Dầm một tiếng, cả người anh Tài lộn nhào ra sau, đập mạnh vào mặt tường nhà máy. Trong nháy mắt, bức tường đó liền nứt toác, anh Tài ngã xuống, trên tường vẫn còn lưu lại một vết lõm hình người, trông vô cùng khủng bố. Mấy tên đàn em vẫn còn đang đứng kia lập tức hít sâu vào một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dần. Bản lĩnh khủng khiếp như thế, mẹ kiếp còn là người nữa không đấy? Miệng anh Tài phun ra một ngụm máu tươi, ngã phịch xuống đất, khó khăn ngóc đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó run rẩy lấy từ trong túi quần ra một viên đạn báo hiệu, ném lên trên bầu trời, vèo một tiếng, một đường đạn tín hiệu màu đỏ bay thẳng lên trời, sau đó nổ tung, hình thành những vệt sáng hình chim đại bàng màu đỏ. Mày, mày xong đời rồi, dám ra tay với tao. Đại ca của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Băng nhóm Thiên Bằng bọn tao nhất định sẽ san phẳng chỗ này. Anh Tài vừa nói vừa nôn ra máu, cuối cùng thì bất tỉnh nhân sự. Mấy tên côn đồ xung quanh lập tức vây quanh, đỡ anh Tài dậy, vô cùng phẫn nộ. Hắn giết anh Tài rồi. Giết hắn đi, báo thù cho anh Tài. Lúc này, 30-40 tên côn đồ hung hăng xông về phía Tiêu Chính Văn. Bọn chúng hoàn toàn không biết bản thân sắp phải đối diện với điều gì. Trong khoảnh khắc đó, khí thế vô địch trên người Tiêu Chính Văn bất chợt bộc phát mạnh mẽ, giống như tu la đẫm máu, cả người ngập tràn sự khủng bố và lạnh lùng. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn xông thẳng về phía 30-40 tên côn đồ kia, thân hình tựa như đã hóa thành dư ảnh. Không biết tự lượng sức mình, muốn chết gà. Xông lên, giết chết hắn. Báo thù cho anh Tài. Mấy chục tên côn đồ cứ như phát điên,
giơ gậy và dao trong tay lên lao về phía Tiêu Chính Văn muốn đòi mạng. Bọn chúng chưa từng gặp phải tên nào không sợ chết như vậy, còn dám chủ động xông đến. Nếu thế trận như này vẫn chưa thể giết chết Tiêu Chính Văn, vậy sau này băng nhóm Thiên Bằng lăn lộn trong tỉnh bằng cách nào nữa đây? Chính Văn! Khương Vi Nhan hốt hoảng gọi anh. Cô không ngờ Tiêu Chính Văn lại chủ động xông lên, đối diện với 30 tên côn đồ. Thế này thì sao mà đánh thắng nổi đây? Giám đốc Khương, chúng ta báo cảnh sát đi. Lúc này, có công nhân đã sốt ruột đề nghị, bọn họ đã bị dọa đến mức hồn lìa khỏi xác từ lâu, trước giờ làm gì đã được trải nghiệm những chuyện như thế này. Khương Vi Nhan sợ hãi vội vàng rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng lại nghe thấy một tiếng vang lớn. Chương 317, bắt hắn quỳ xuống nói chuyện. Tiêu Chính Văn tung ra một cú đấm, mạnh mẽ và hung tợn, đánh tên côn đồ đang xông đến văng ra xa mấy mét, giống như sao băng lao vào 7, 8 người phía sau. Ngay cả cơ hội kêu rên, bọn chúng cũng không có, đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Bị đánh bất tỉnh nhân sự. Bốp, bốp, bốp. Tiêu Chính Văn toát ra khí thế mạnh mẽ, tung ra từng cú đấm, toàn bộ đều là những chiêu thức đơn giản nhất. Ngay sau đó, anh túm lấy cổ của một tên côn đồ đang cầm dao xông đến, nhấc bổng cả người hắn lên, sau đó quăng ra xa, rầm một tiếng, hắn va mạnh vào đống vật liệu ở bên cạnh. Chỉ vài đòn đơn giản đã hạ gục được mười mấy tên côn đồ, tất cả đều ôm lấy tay chân và cả ngực, bụng, nằm dưới đất kêu gào thảm thiết. Bỗng chốc, hơn 20 tên côn đồ còn lại cùng chố mắt nhìn nhau, không dám tiến lên trước. Lúc này, trong mắt bọn chúng, Tiêu Chính Văn là một tên ác quỷ. Quá kinh khủng, hoàn toàn vượt xa so với nhận biết của bọn chúng. Chưa đến nửa phút đã giải quyết được mười mấy tên côn đồ. Đám côn đồ đã sợ tới mức tè cả ra quần từ lâu, thậm chí có người còn muốn bỏ chạy. Mẹ nó, chạy cái gì, cùng xông lên đi. Đúng, cùng xông lên, đã cho phát đạn tín hiệu rồi. Anh Thiên Bằng sắp đến đây rồi. Giết chết hắn. Tên cầm đầu run rẩy hét lớn với đám đàn em của mình. Hắn liều mạng hô hào, thế nhưng những anh em bên cạnh lại lần lượt quay đầu bỏ chạy. Con mẹ nó, muốn chết hay gì? Ai mà dám xông lên chứ? Bốp! Một tiếng vang lớn. Tên côn đồ đang kêu rên kia mở to mắt nhìn người anh em bị đấm ngã ngay trước mặt, lồng ngực lõm xuống một lỗ lớn, máu từ trong miệng cứ thế phun ra, dường như còn mang theo cả lục phủ ngũ tạng. Đây, là chết không kịp ngáp luôn rồi. Mà vào lúc hai chân hắn run lẩy bẩy muốn chạy thoát thân thì mới phát hiện ra bên cạnh mình đã không còn một ai nữa. Không gian lặng ngắt như tờ. Bên trong nhà máy có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Chưa đến một phút phải không? Khương Vi Nhan và mấy công nhân kia cũng hoàn toàn kinh ngạc, sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng ban nãy giống như cảnh quay trong một bộ phim bom tấn của Hollywood. Quá là hoành tráng. Mày đừng lại đây, tao, đại ca của tao sắp đến rồi. Nếu mày dám làm gì tao thì đại ca tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Hai chân tên côn đồ kia đang run rẩy không ngừng, trong lòng đã hoảng sợ tới mức sắp phát điên. Tên Tiêu Chính Văn này không phải là người, là tu la, là thần chết mới đúng. Bộp, Tiêu Chính Văn di chuyển, đi đến trước mặt hắn, nhấc chân lên rồi đạp thẳng xuống, sau đó còn đặt chân lên trên ngực hắn, khẽ dùng lực một chút, tên côn đồ đó rên lên oai oái không ngừng. Mày dám đạp tao, tên côn đồ kia gào mồm lên uy hiếp. Mày cho rằng tao không dám sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó, một loại khí thế mạnh mẽ toát ra từ trên cơ thể anh. Ngay lúc này, phía sau lưng Tiêu Chính Văn, xác người chất chồng như núi, khiến người ta không có cách nào hít thở và cảm thấy sợ hãi tới tột độ. Loại khí thế khủng bố này áp chế lên cả những loài sinh vật nhỏ bé ở xung quanh, khiến tất cả đều cảm thấy không hề thoải mái và ớn lạnh không thôi. Tên côn đồ bị Tiêu Chính Văn đạp dưới chân cảm thấy cổ mình như bị người ta bóp chặt, không thể nào hô hấp bình thường được. Mày đừng ra tay. Đại ca của tao là anh Thiên Bằng. Nếu như mày dám làm liều thì đại ca tao sẽ san bằng cái nhà máy này của mày. Còn bắt cả vợ mày đi làm nhục cho đến chết. Thiên Bằng. Tiêu Chính Văn cau mày, anh đã nghe thấy cái tên này 3 lần rồi. Thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Chính Văn khẽ biến chuyển, tên côn đồ đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nhắc đến tên của đại ca mình vẫn rất có tác dụng. Lưu Thiên Bằng ở tỉnh, băng nhóm Thiên Bằng có ai mà không biết chứ?
đó là một trong 10 băng nhóm lớn mạnh nhất của thế lực ngầm trong tỉnh. Nhưng mà, một giây sau, Tiêu Chính Văn lạnh lùng trả lời, không quen, ghê gớm lắm sao, nghe thấy vậy, tên côn đồ chợt sững sờ, trợn to mắt. Mày lại còn không biết cả anh Thiên Bằng, anh ấy chính là một sự tồn tại lớn mạnh trong top 10 thế lực ngầm mạnh nhất của tỉnh. Anh Thiên Bằng của bọn tao cũng là nhân vật rất có tiếng nói ở tỉnh. Mày dám đắc tội với anh Thiên Bằng thì nhất định chỉ có con đường chết. Nhà máy sau lưng mày cũng buộc phải san bằng. Tên côn đồ đó gào lên, muốn Tiêu Chính Văn khiếp sợ một phen. Nhưng mà, Tiêu Chính Văn chỉ ồ lên một tiếng, sau đó lại dùng thêm chút lực ở chân, tiếng xương cốt gãy đoạn vang lên khắp bốn phía. Tên côn đồ đó cũng hoàn toàn bất tỉnh. Khương Vi Nhan ngơ ngác. Công nhân, người phụ trách của cả nhà máy cũng đều sững sờ. Bọn họ không thể tin nổi, trong lòng thầm nghĩ người đàn ông này là ma quỷ sao. Mà Tiêu Chính Văn lại thản nhiên liếc nhìn ra cửa chính nhà máy, trông thấy mười mấy tên côn đồ đã ngã xuống mặt đất, ánh mắt khẽ dao động, tự lẩm bẩm Thiên Bằng, ở tỉnh đến à. Lúc lẩm bẩm, Tiêu Chính Văn đã cầm lấy điện thoại và gửi cho Long Nhất một tin nhắn. Nhanh chóng điều động 100 binh lính hộ vệ. Lúc này, Khương Vi Nhan chạy đến, lo lắng hỏi, Chính Văn, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, cười nói, không sao, các công nhân thế nào rồi? Khương Vi Nhan lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột, nói, 4 người thương nặng, 13 người bị thương nhẹ, bọn em đã gọi xe cứu thương rồi. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì tiến độ sản xuất sẽ bị ngưng trệ mất. Hơn nữa, số máy móc vừa được vận chuyển tới cũng bị bọn chúng phá hỏng mất 3 chiếc, Khương Vi Nhan càng nói thì nước mắt trong khóe mắt lại càng nhiều hơn. Tiêu Chính Văn vuốt tóc cô, nói, không sao, tất cả đều sẽ qua thôi. Em lập tức tuyển thêm người, vấn đề máy móc anh sẽ hỏi lại xem còn có thể gửi thêm chiếc nào qua không. Khương Vi Nhan gật đầu, nói, chỉ có thể như vậy thôi. Tuy nhiên cô vừa dứt lời. Những công nhân đang di rời đồ vật chặn cửa chính nhà máy vội vã chạy vào, hốt hoảng nói, Giám đốc Khương, có người đến, rất nhiều người, mà ngay sau đó. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, mấy chục chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đột nhiên dừng lại trước cửa nhà máy. Đằng sau mấy chiếc xe Mercedes-Benz này còn có hàng chục chiếc xe tải màu đen. Cửa xe mở ra. Hơn 100 tên côn đồ khí thế hung hãn mang theo đủ loại dao và côn thép chạy từ trên xe xuống, toàn bộ đứng chắn trước cửa lớn của nhà máy. Cửa của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach dẫn đầu cũng được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest xám, gương mặt hình chữ điền với bộ râu dưới cằm, vừa hút xì gà vừa cao ngạo bước xuống xe. Đôi giày da sáng loáng dưới ánh nắng mặt trời chợt trở nên đặc biệt chói mắt. Anh Thiên Bằng. Hơn 100 người cùng hô lên. Tiếng hô vang vọng khắp trong ngoài nhà máy. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn người đàn ông trung niên dẫn theo đám người đông như kiến cỏ bước vào trong, lặng lẽ kéo Khương Vi Nhan ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói, bảo công nhân trốn vào khu nhà máy cả đi. Khương Vi Nhan ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, lo lắng nói, vậy anh thì sao? Tiêu Chính Văn trả lời, anh không sao. Khương Vi Nhan nghĩ ngợi, quay người, dẫn theo công nhân trốn vào trong khu nhà máy. Cô biết nếu bản thân còn ở lại đó thì chỉ gây trở ngại thêm cho Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, người đàn ông trung niên kia vừa hút xì gà vừa quét mắt nhìn khắp nhà máy, trông thấy đám đàn em đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất gần đó thì khẽ nhếch mép cười nhạt, nói, là mày ra tay à? Tiêu Chính Văn thờ ơ trả lời, là tôi. Tốt lắm, mày không phải đứa đầu tiên dám động tay với người của Lưu Thiên Bằng tao, nhưng đáng tiếc là những kẻ trước mày kia đều chết cả rồi. Lưu Thiên Bằng nở nụ cười nham hiểm, khẽ giơ tay lên lắc lắc hai ngón, nói, phế bỏ hai chân của hắn rồi, bắt hắn quỳ xuống nói chuyện với tao. Chương 318, anh có thể thử xem. Giọng điệu lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Vài tên đàn em cầm côn thép bước ra từ sau lưng Lưu Thiên Bằng, vẻ mặt hung ác đi về phía Tiêu Chính Văn. Ha ha, quát con, dám đánh người của băng nhóm Thiên Bằng, quả thực là muốn chết. Nói xong. Tên đàn em đó giơ thanh côn thép trong tay lên, đánh mạnh về phía đầu gối của Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan và đám công nhân trốn trong khu nhà máy hết sức căng thẳng và lo lắng. Giám đốc Khương, phải làm sao đây? Nếu đánh tiếp, sợ là sẽ đánh đến tàn phế mất. Có người lo lắng nói. Khuôn mặt Khương Vi Nhan cũng tràn đầy vẻ lo lắng, liều lĩnh muốn lao ra ngoài.
nhưng một giây tiếp theo, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn tung một cú đá khiến tên côn đồ bay xa 7, 8 mét, rầm một tiếng, hắn đập mạnh vào mấy chục người phía sau. Trong nháy mắt, mấy chục tên côn đồ ngã rạp xuống đất như bông lúa. Ôi vãi, giám đốc Khương, võ thuật của chồng cô cũng mạnh quá rồi đấy. Vừa tung một cú đá đã khiến tên kia bay ra xa. Sắc mặt đám công nhân đầy vẻ kinh ngạc. Khương Vi Nhan cũng bất ngờ, hai mắt trợn tròn, bước chân đang muốn lao ra lập tức ngừng lại. Tiêu Chính Văn, anh phải cẩn thận đấy nhé. Bọn em đã báo cảnh sát rồi. Khương Vi Nhan căng thẳng siết chặt tay mình, hốc mắt ửng đỏ. Sao cô lại không muốn lao ra chứ, nhưng bây giờ mà cô ra ngoài thì chắc chắn sẽ ngáng chân Tiêu Chính Văn. Sau lưng cô còn có mười mấy công nhân đều bị thương, bọn họ càng cần cô chăm sóc và giúp đỡ hơn. Do đó, Khương Vi Nhan và mười mấy công nhân đều nơm nớp lo sợ cho Tiêu Chính Văn. Quay lại phía Tiêu Chính Văn, cú tung chân đá bay tên côn đồ khiến Lưu Thiên Bằng kinh hoàng, đám anh em phía sau cũng hít sâu một hơi khí lạnh. Quát con này không sợ chết thật sao? Vậy mà lại đá bay đàn em của anh Thiên Bằng ngay trước mặt hắn. Quát con, mẹ kiếp! Mày muốn chết đúng không? Chết tiệt, vậy mà lại vênh váo đến mức này. Đánh chết hắn, lên, đánh hắn tàn phế. Một đám người đen như kiến vô cùng kích động, cầm côn thép và dao phay trong tay, muốn lao về phía Tiêu Chính Văn. Phóng tầm mắt ra xa, đầu người đông nghìn nghịt, để lộ những đôi tay trần rắn chắc, trong tay vung côn thép và dao phay. Cảnh tượng này giống hệt những phim hành động ở bến cảng những năm 90. Người trong giang hồ. Lưu Thiên Bằng cau mày, trên người toát ra luồng sát khí, hét lớn, thằng kia. Không thể không thừa nhận, mày rất có bản lĩnh. Thế nào, có muốn suy nghĩ đi với tao không? Chỉ cần mày đi theo tao thì tao bảo đảm mày sẽ được ăn uống miễn phí. Vinh hoa phú quý cả đời tiêu không hết. Không cần phải bán mạng vì những kẻ nghèo hèn sau lưng mày. Lưu Thiên Bằng dùng lời ngon tiếng ngọt thuyết phục. Với bản lĩnh này, nếu có thể đầu quân vào băng nhóm của hắn thì chắc chắn sức chiến đấu của băng nhóm Thiên Bằng sẽ tăng vọt. Nói không chừng, còn có thể lọt vào top 5 những tay đấm lợi hại nhất ở võ đài ngầm của tỉnh nửa năm sau. Hơn nữa, đây là ở tỉnh, Lưu Thiên Bằng đích thân chiêu mộ một người về làm việc dưới trướng của mình, việc này chắc chắn là vinh quang vô hạn. Bao nhiêu người mong được vào băng nhóm Thiên Bằng của Lưu Thiên Bằng? Bởi vì kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, phụ nữ cũng có không ít, nhưng điều xảy ra tiếp theo vượt ngoài dự liệu của mọi người. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói e rằng, anh không có tư cách chiêu mộ tôi. Soạt, đám đàn em bao gồm Lưu Thiên Bằng đều hơi sững sờ. Tiếp đó, trước cửa nhà máy vang lên tiếng gào thét chấn động. Quát con, mày nói cái gì, đại ca Thiên Bằng chúng tao chiêu mộ mày, đó là vinh dự của mày. Đúng vậy, tao khuyên mày nên quỳ xuống. Gọi một tiếng đại ca, đừng có mà không biết tốt xấu. Mẹ nó, tên này còn điên cuồng hơn chúng ta lúc đầu nữa. Trong tiếng quát mắng và gào thét tức giận của mọi người, Lưu Thiên Bằng nhíu mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười khẩy dữ tợn, nói có can đảm, có tính cách. Mày là người đầu tiên khiến tao vừa thích vừa hận, nhưng rất xin lỗi, nếu mày từ chối tao, vậy thì mày sẽ có kết cục rất thê thảm. Hắn vừa dứt lời, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên hạ thấp. Ánh mắt Lưu Thiên Bằng hung ác liếc xéo Tiêu Chính Văn, còn Tiêu Chính Văn lại cười nhạt, phản bác, Lưu Thiên Bằng, ông trùm thế giới ngầm của tỉnh, là Đỗ Bá Đào bảo anh đến đây à? Lưu Thiên Bằng hơi sửng sốt, khẽ cười nói, mày biết à? Vậy thì thú vị rồi đây, thằng kia, tao khuyên mày đừng đối đầu với tập đoàn Đỗ Thị, càng không nên đối đầu với chủ tịch Đỗ, hậu quả sẽ rất thê thảm. Vậy sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, con người tôi cái gì cũng tốt. Chỉ là không tin hai từ hậu quả, nếu không, anh có thể thử xem. Chương 319, Đại sư Lưu là chú của tao. Nghe thấy vậy, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Lưu Thiên Bằng bỗng chốc vô cùng u ám, mặt như hồ nước lạnh, khóe miệng khẽ giật, phẫn nộ chỉ tay vào Tiêu Chính Văn, giận dữ hét lên, mày làm vậy là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, lên hết cho tôi. Đánh toàn bộ công nhân trong nhà xưởng này tàn phế. Còn cả Khương Vi Nhan kia, chủ tịch Đỗ đã căn dặn, nhất định phải trói đưa về tỉnh. Vâng. Lên, tao đã không ưa gì thằng danh này rồi. Mẹ kiếp, đánh chết hắn. Trong nháy mặt, 100 tên đàn em xông tới,
cả đám cầm trong tay các loại côn thép và dao phay, hung hăng nhắm vào Tiêu Chính Văn. Một người muốn ngăn cản trăm người. Chẳng ai tin nổi. Hoàn toàn là bọ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại thản nhiên đứng tại chỗ, sát khí trên người vô cùng bá đạo, dùng mũi chân vẽ trên mặt đất một đường, hắng giọng nói, dám bước qua đường này, giết không tha. Mọi người sửng sốt. Tiếp đó, bọn chúng nhốn nháo hết cả lên. 100 tên đàn em hung ác xắn tay áo lên phẫn nộ hét chết tiệt. Tên danh này, cũng biết cách dọa người thật đấy. Suýt chút nữa tao bị dọa tè cả da quần rồi. Ha ha ha, nực cười, bước qua đường này thì giết không tha sao. Hắn tưởng mình là ai thế? Sát thần sao? Ông đây cứ bước qua đấy. Mày có thể làm gì tao? Một tên đàn em cầm côn thép trong tay, vẻ mặt ngông cuồng cười điên cuồng, bước thẳng qua đường mà Tiêu Chính Văn vừa vẽ dưới đất. Chẳng hề có chuyện gì xảy ra. 100 tên đàn em hung ác nhao nhao cười ầm, âm thanh chế giễu vang lên bốn phía. Ngay cả Lưu Thiên Bằng cũng lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cười khẩy nói, bản lĩnh không tồi, chỉ là đầu óc có vấn đề. Nhưng Tiêu Chính Văn thản nhiên đứng yên tại chỗ, ánh mắt y hệt thần chết, nhìn chằm chằm tên côn đồ vừa bước qua đường mà anh đã vẽ. Tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh vừa dứt lời. Bằng. Một tiếng súng vang lên. Vang vọng khắp nơi. Xa xa, một tay súng bắn tỉa trên sân thượng tòa cao ốc, mắt vẫn luôn nhắm thẳng vào ống kính, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, ăn kẹo cao su nói, không biết tự lượng sức mình. Còn trong nhà máy, dưới ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của mọi người, tên côn đồ vốn dĩ còn đang cười lớn, lúc này Thái Dương đã trúng đạn, phun ra máu, sau đó ầm một tiếng liền ngã trong vũng máu. Trong nháy mắt, mọi người im phăng phắc. Hơn 100 tên đàn em đều trợn mắt há mồm nhìn cái xác dưới đất. Lúc này ngay cả Lưu Thiên Bằng cũng mất bình tĩnh, điếu xì gà đang hút bên miệng cũng run rẩy theo. Chết rồi sao? Soạt! Lưu Thiên Bằng cảm thấy ớn lạnh, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, vừa định quát lớn hỏi. Đột nhiên! Phía sau, tiếng bước chân bụp 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 vang vọng khắp nơi. Sau đó, bọn chúng nhìn thấy, hơn 100 binh lính được trang bị vũ trang hạng nặng, súng đã lên nòng, vây quanh từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng bao vây toàn bộ đám người lại. Bụp bụp bụp, giơ súng. Cùng với hét giận dữ, 100 binh lính mang quân phục đều giơ cao súng, họng súng nhắm vào nhóm người Lưu Thiên Bằng. Ngay lúc này, không có người nào cười nhạo nữa, cũng không ai dám nói chuyện lớn tiếng. Những súng ống và đám binh lính này khiến mọi người đều chấn động. Bỏ vũ khí xuống, nếu không sẽ bị bắn chết. Đừng phản kháng, buông vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm xuống, lập tức ngồi xổm xuống. Bỗng chốc, 100 tên đàn em ở phía sau Lưu Thiên Bằng đều buông bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu, ngồi xổm cưới đất. Sau đó, một trung úy dẫn đội, nghiêm trang đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi chào, nói, anh Tiêu, chúng tôi nhận lệnh dẫn đoàn đội tới. Chuyện tiếp theo, nên xử lý như thế nào, mời anh đưa ra chỉ thị. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn thản nhiên, khoanh tay đứng yên, liếc nhìn Lưu Thiên Bằng trước mặt sớm đã bị dọa sợ đến mức mặt xám như cho tàn, lạnh lùng nói, tôi không thích người khác đứng nói chuyện với tôi, cho hắn quỳ dưới đất nói chuyện với tôi đi. Vâng. Trung úy đó nghe lệnh, vội rút súng lục từ bên hông ra, lập tức bắn hai phát vào đầu gối Lưu Thiên Bằng. A a a. Trong nháy mắt, Lưu Thiên Bằng ngã phịch xuống đất, hai chân bè bét máu, kêu rên thảm thiết, mày. Mày đáng chết, mày dám bắn tao, mày biết chú tao là ai không? Chú tao là đại sư Lưu ở tỉnh. Mày chết chắc rồi, mày nghĩ mày có thể tìm đám binh lính này tới thì tao sẽ sợ mày sao? Chương 320, vết thương của ông đã đỡ chưa? Chú của anh là đại sư Lưu. Lưu Quốc Bảo sao? Tiêu Chính Văn hơi sững sờ, cười nhạt rồi hỏi. Lưu Thiên Bằng nghe vậy, nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt. Mắng chửi, đúng vậy. Chú tao là đại sư Lưu Quốc Bảo. Đại sư Lưu ở tỉnh. Mày dám cho người bắn tàn phế đôi chân của tao. Chú tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Ông ấy nhất định sẽ rút xương mày để trả thù cho tao. Sắc mặt Lưu Thiên Bằng tái nhợt, đầu gối đầy máu, đau đến mức thở hổn hển. Chú hắn là đại sư Lưu ở tỉnh được bao nhiêu người kính nể. Được bao nhiêu thế gia giàu có muốn mời làm khách. Ai dám đắc tội với hắn là tự tìm đường chết. Nhưng không ngờ,
Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười, nói, tôi nghĩ ông ta chắc không dám báo thù cho anh đâu. Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Lưu Thiên Bằng này lại có quan hệ họ hàng với đại sư Lưu. Lưu Thiên Bằng nghe xong liền trợn tròn mắt, quát lớn, mày dám coi thường chú tao. Mày chỉ là một thằng nhà quê ở Tu Hà, mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Tao sẽ bảo chú tao dẫn người tới giết mày. Nói xong, Lưu Thiên Bằng lấy điện thoại ra, gọi điện cho chú mình, vừa khóc vừa nói, chú ơi, cứu cháu. Cháu bị người ta đánh tàn phế đôi chân rồi. Đối phương còn nói những lời rất khó nghe, hắn nói ngay cả chú, hắn cũng không bỏ qua. Ở đầu dây bên kia, Lưu Quốc Bảo vẫn đang ở khách sạn 5 sao ở Tu Hà. Ông ta cũng không muốn trở về tỉnh, chủ yếu là bởi vì chuyện gia chủ Tần giao cho ông ta vẫn chưa hoàn thành tốt nên Lưu Quốc Bảo muốn ở lại Tu Hà thêm vài ngày để tìm cơ hội khác. Hơn nữa, lần trước bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương, bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn nên nhân tiện tìm thêm 7, 8 người đẹp đến giải trí một chút. Lúc này, nhận được cuộc gọi từ cháu trai, một người đẹp mặc đồ gen bên cạnh cầm điện thoại đặt bên tai Lưu Quốc Bảo, ông ta nói cháu xảy ra chuyện gì rồi? Có người dám ra tay với cháu sao? Hắn không muốn sống nữa à? Cháu đã nói cho hắn biết chú của cháu là đại sư Lưu ở tỉnh chưa? Danh tiếng của Lưu Quốc Bảo quả thực rất có quyền lực ở tỉnh. Thực lực cũng rất mạnh, thực lực quân vương cấp 1 sao. Ở tỉnh, ít ai có thể so sánh với Lưu Quốc Bảo. Dù sao trong tông môn võ đạo ở Hoa Quốc thì Lưu Quốc Bảo cũng được coi là tông sư hạng nhất. Lưu Thiên Bằng khóc thút thít nói, cháu nói rồi, đối phương căn bản là không biết chú. Còn nói, chú không dám báo thù cho cháu. Bây giờ chân cháu bị hắn hủy hoại rồi. Chú mau đến cứu cháu đi. Cái gì, mẹ kiếp, ai mà dám kiêu ngạo vậy chứ? Dám động đến cháu trai của Lưu Quốc Bảo này. Bây giờ cháu đang ở đâu, chú lập tức đưa người qua đó. Lưu Quốc Bảo nổi giận đùng đùng, đứng bật dậy hỏi. Cháu đang ở Tu Hà xử lý công việc, ở nhà máy Thiên Tường, chú mau đến đây đi, Lưu Thiên Bằng gào khóc. Được, đừng lo, cháu nói với hắn, chú tới ngay, bảo hắn lau sạch cổ chờ chết đi. Lưu Quốc Bảo lạnh lùng nói, quay người bảo mấy cô em xinh đẹp mặc quần áo luyện thái cực lên người, đồng thời nói với đám đệ tử trong phòng, lập tức triệu tập đệ tử ở Tu Hà, đến nhà máy Thiên Tường cho tôi. Rõ, thưa sư phụ. Đám đệ tử trả lời sau đó truyền lệnh đi ngay lập tức. Phía bên kia, Lưu Thiên Bằng cúp điện thoại xong, trên mặt hiện lên nụ cười khẩy nham hiểm, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, mày chết chắc rồi. Lát nữa chú tao sẽ đưa người tới. Tao khuyên mày nên nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi đi. Như vậy thì tao có lẽ sẽ tha mạng cho mày, nếu không hôm nay chỗ này chính là mồ chôn của mày. Tiêu Chính Văn cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt Lưu Thiên Bằng. Sau đó, anh lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa, nói, vậy được, tôi đợi đại sư Lưu đến. Cùng lúc đó, 100 binh lính đã bắt giam toàn bộ đám đàn em của Lưu Thiên Bằng. Ở cổng nhà máy, hết xe tải quân sự này đến xe tải quân sự khác ầm ầm lao vào, tất cả đám côn đồ này bị áp giải lên xe chở đi. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lưu Thiên Bằng như rỉ máu. Đây đều là anh em của hắn. Bên trong nhà máy, Khương Vi Nhan đang chăm sóc người bị thương, lúc này chạy ra ngoài, không nhịn được nhìn Lưu Thiên Bằng đang ngồi trong vũng máu, cô nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi Chính Văn, làm vậy không sao thật chứ? Những binh lính này từ đâu đến vậy? Tiêu Chính Văn cười nói, không sao, bọn họ đều là những binh lính anh mượn từ sở chỉ huy quân đội Tu Hà, đám người này đến đây gây chuyện, phá hỏng thiết bị lấy từ nhà máy quân sự, người của quân khu sẽ không bỏ qua đâu. Em yên tâm chăm sóc người bị thương đi, xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Vừa dứt lời, hơn chục xe cứu thương ầm ầm lao tới. Khương Vi Nhan không có cách nào khác, liếc nhìn Tiêu Chính Văn sau đó đi giúp mấy y tá đưa những công nhân bị thương lên xe cứu thương. Đúng lúc này, một vài chiếc xe hơi sang trọng cũng dừng lại trước cổng nhà máy. Đằng sau chiếc xe sang trọng, tất cả những người đàn ông đều mặc bộ quần áo luyện công màu trắng. Cửa xe mở ra, Lưu Quốc Bảo mặc bộ luyện thái cực bước xuống xe với vẻ mặt đầy tự hào, dẫn theo hơn 40 đệ tử, nghênh ngang bước vào. Đại đệ tử của ông ta bước lên quát lớn, ai dám đánh tàn phế cháu trai của đại sư Lưu, mau đứng ra đây chuẩn bị chịu chết đi. Vênh váo, tàn bạo. Sự xuất hiện của đám người này khiến những công nhân còn lại trong xưởng trở nên hoảng loạn. Bọn họ cũng không ngờ rằng ngày hôm nay còn kích thích hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc.
Lưu Thiên Bằng đang quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn, lập tức quay đầu lại, vừa khóc vừa gào lên, chú ơi! Cháu ở đây, mau cứu cháu, Lưu Quốc Bảo nghe thấy tiếng hét liền dẫn đệ tử chạy đến. Lúc này, ông ta nhìn thấy hai chân của cháu trai đã bị tàn phế, máu me be bét, trông vô cùng thê thảm. Lưu Quốc Bảo rất tức giận, khí thế của quân vương cấp 1 sao tỏa ra mãnh liệt, ông ta gầm lên, là ai? Dám ra tay với cháu trai tao độc ác như vậy, mau đứng ra đây, đại sư tao sẽ đập chết mày. Khí thế của quân vương cấp 1 sao quả thực rất mạnh. Chỉ một tiếng gầm này thôi cũng đã khiến những công nhân còn lại choáng váng, toàn thân run rẩy. Là tôi. Đột nhiên, một giọng nói lãnh đạm vang lên, bình thản, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Lưu Quốc Bảo nghe vậy liền tức giận đẩy tên đệ tử trước mắt ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, mắng chửi, thằng nhãi ranh, mày chết. Nhưng Lưu Quốc Bảo còn chưa kịp nói xong thì Tiêu Chính Văn đã nhíu mày, thờ ơ nói, đại sư Lưu, mới có mấy ngày không gặp, vết thương của ông đã đỡ chưa? Trong phút chốc, Lưu Quốc Bảo cảm thấy choáng váng, hai mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Sao lại là cậu ta? Trời ơi! Tôi là ai? Tôi ở đâu? Tôi đang làm gì? Trong lòng Lưu Quốc Bảo tự hỏi, cơ thể vô thức run lẩy bẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Chú ơi, chính là hắn, mau giết hắn đi. Hắn hủy hoại hai chân của cháu rồi, Lưu Thiên Bằng hoàn toàn không nhìn ra tình thế đã thay đổi, hắn nằm dưới đất cứ thế gào lên. Nhưng, một giây sau, điều khiến Lưu Thiên Bằng và những người xung quanh rất ngạc nhiên đã xảy ra. Bịch, Lưu Quốc Bảo quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, run rẩy nói, cậu Tiêu, sao lại là cậu chứ, nếu biết cậu ở đây thì tôi sẽ không dám tới, mọi người chết lặng. Lưu Thiên Bằng trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Chú hắn là đại sư Lưu ở tỉnh mà lại phải quỳ gối trước mặt tên đó sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.